Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời và giới thiệu tiến sĩ Chử Văn Lâm, tổng biên tập VN Economy sẽ lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời. Thay mặt ban tổ chức, tôi trân trọng chào đón toàn thể các quý vị, các vị khách quý đã đến tham dự cuộc tọa đàm kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2023 với chủ đề phục hồi tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới. Thưa quý vị, trước tọa đàm hôm nay đó, thì cùng các cuộc họp lắng nghe phản ánh thực trạng và tham vấn ý kiến của các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài, cùng một số tập đoàn doanh nghiệp lớn đã được Ban Kinh tế Trung ương tổ chức và ghi nhận nhiều thông tin có giá trị. Đây cũng là cơ sở để xác định các nhóm vấn đề chính cần bàn thảo, phân tích và đánh giá sâu hơn trong buổi tọa đàm hôm nay. Chúng tôi tin rằng với sự quan tâm và nhiệt tình tham dự, đóng góp các báo cáo tham luận và tham gia thảo luận của các đại diện các ban đảng, đại diện các bộ ngành, văn phòng chính phủ, các ủy ban thuộc Quốc hội, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội ngành hàng và hiệp hội doanh nghiệp, và đặc biệt rất nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp đã cùng tham gia hôm nay. Tọa đàm hôm nay chắc chắn sẽ ghi nhận được nhiều thông tin giá trị làm cơ sở tham khảo quan trọng cho các cơ quan hoạch định chính sách, đáp ứng mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Kính thưa quý vị, với sự hợp tác chiến lược giữa ba cơ quan là Ban Kinh tế Trung ương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VN Economy, tổ chức cuộc diễn đàn tọa đàm hôm nay với mục tiêu là hội tụ và kết nối sức mạnh giúp các bên thực hiện tốt hơn vai trò sứ mệnh của mình, đồng thời đóng góp giá trị thiết thực và hiệu quả hơn nữa từ các góc độ chính sách và hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp và người dân. Ba cơ quan chúng tôi mong muốn thiết lập cơ chế gặp gỡ, trao đổi và phản hồi thông tin hàng quý. Đây sẽ là các tọa đàm trao đổi cởi mở, thẳng thắn, tích cực và hữu ích giữa các đại diện các cơ quan quản lý, các cơ quan hoạch định chính sách, các chuyên gia, các đối tác quốc tế, các hiệp hội ngành hàng và các tập đoàn doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Vì vậy, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của tất cả các quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đã đi được nửa chặng đường của năm 2023 với sự kiên cường trước rất nhiều khó khăn và thách thức của cả bối cảnh quốc tế và trong nước. Kết quả 6 tháng đầu năm dù chưa được như kỳ vọng, chưa đạt được mục tiêu đề ra, tuy nhiên trước các diễn biến phức tạp và khó lường hơn dự liệu trên tình hình quốc tế, Việt Nam vẫn là một điểm sáng trong khu vực châu Á và thế giới. Đạt được kết quả này là sự quyết tâm rất cao của toàn đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là các cộng đồng doanh nghiệp và các khu vực kinh tế trong thời gian qua. Nửa cuối năm 2023, dù đã có những điểm sáng xuất hiện, tuy nhiên xét trên bình diện quốc tế vẫn còn nhiều biến động phức tạp, khó lường, khó dự báo. Trong khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, mức độ tổn thương do vậy cũng cao. Xét trên bình diện trong nước, mặc dù với tinh thần quyết tâm cao, tuy nhiên thời gian qua, nội tại nền kinh tế của chúng ta cũng đã bộc lộ nhiều điểm yếu, cả trong công tác quản lý điều hành và năng lực ứng phó vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này cần có sự theo sát, nhận định sớm hơn các yếu tố liên quan đến chuẩn bị các giải pháp đồng bộ, tổng thể và toàn diện nhằm giảm thiểu các tác động không mong muốn đến nền kinh tế và hoạt động của các ngành, các khu vực doanh nghiệp. Với ý nghĩa đó, tôi tin rằng với sự nhiệt thành chuẩn bị báo cáo, tham luận của các chuyên gia và bộ ngành, cũng như sự tham gia ý kiến, phân tích, đánh giá của các chuyên gia kinh tế, các hiệp hội và doanh nghiệp, tọa đàm hôm nay sẽ thành công và mang lại nhiều giá trị hiện thực. Tôi xin khai mạc tọa đàm và một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn
các vị khách quý, các chuyên gia và các doanh nghiệp, doanh nhân đã hiện diện tại đây, cũng như các chuyên gia đã gửi nhiều ý kiến từ ban tổ chức. Tôi xin chúc quý vị sức khỏe, chúc tọa đàm của chúng ta thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Để tiếp theo chương trình, trân trọng giới thiệu Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thành Hiếu, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ lên phát biểu chào mừng và đề dẫn. Trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, từ đầu năm 2023 đến nay, kinh tế thế giới chúng ta đang gặp nhiều bất ổn xuất phát từ lạm phát toàn cầu vẫn ở mức độ cao. Các ngân hàng trung ương tiếp tục thay đổi chính sách tiền tệ là thắt chặt. Nhiều nền kinh tế lớn đã và đang tăng trưởng chậm lại và các yếu tố chính trị như chiến sự Nga-Ukraine vẫn còn đang diễn biến khá phức tạp. Trong tình hình đó, kinh tế Việt Nam cũng đối mặt với nhiều thách thức và các quý vị đại biểu có thể thấy cái thách thức đấy qua những con số được trình bày như sau. GDP 6 tháng đầu năm 2023 chỉ tăng 3,72%. Đây là mức tăng thấp so với GDP cùng kỳ trong giai đoạn 10 năm qua, chỉ cao hơn cái GDP cùng kỳ của năm 2020 là 1,74, và năm đấy là do ảnh hưởng của đại dịch Covid. Vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt khoảng 232.000 tỷ đồng, chỉ tương đương với 33% so với kế hoạch của năm. Vốn thực hiện từ khu vực ngoài nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 cũng chỉ tăng được 2% so với cùng kỳ, so với mức tăng trưởng của năm 2022 là 9,5%. Đặc biệt là chúng ta có thể thấy vốn FDI đăng ký về Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt được 13,43 tỷ USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ. Tổng vốn FDI thực hiện ước đạt 10,02 tỷ USD, chỉ tăng 0,5% so với cùng kỳ. Con số này là so với mức tăng 7,9% năm 2022. Khía cạnh thứ hai của tổng cầu đấy là liên quan đến thương mại quốc tế. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, Việt Nam mặc dù là duy trì được thặng dư thương mại là 12,25 tỷ USD. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm so với cùng kỳ, lần lượt là 12,1% và 18,2%. Nguyên nhân là do nhu cầu từ các thị trường chính của Việt Nam như là Hoa Kỳ, ASEAN hay là EU và một số Đông Á đều giảm. Lượng nhập khẩu, đặc biệt là lượng nhập khẩu tới thị trường Hoa Kỳ thì giảm rất là mạnh, tới con số là 22,6%. Lượng nhập khẩu từ Hàn Quốc, tức là chúng ta nhập khẩu những linh kiện cơ bản cho những ngành sản xuất chính của Việt Nam, là từ Hàn Quốc cũng có cái sự tụt giảm rất là mạnh, đến 25,6%. Và điều này ảnh hưởng rất lớn cho cái vấn đề phục hồi cái công nghiệp sản xuất, như là các cái ngành công nghiệp cơ bản của chúng ta, mà thiết bị chúng ta nhập khẩu là chủ yếu từ Hàn Quốc. Cũng trong 6 tháng đầu năm, tín dụng nền kinh tế cũng chỉ tăng 3,13%, trong khi cùng kỳ năm trước là 8,51%. Tăng trưởng tín dụng thấp cho thấy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn rất là yếu, mặc dù lãi suất đã có xu hướng giảm so với năm 2022. Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, nhiều gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, đặc biệt là gói phục hồi kinh tế cho giai đoạn 2, năm 2022 và 2023 là đã thực hiện là 1.5 năm rồi, nhưng mà con số giải ngân rất là thấp. Và đây là tình trạng chung cho việc giải ngân của các cái vốn ngân sách nhà nước. Và điều này nó chưa tạo được cái sự hỗ trợ kịp thời cho những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải. Những số liệu trên cho thấy sự sụt giảm mạnh từ tổng cầu của nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đặt ra là 6,5 trong 2023 là trở nên vô cùng khó khăn. Trong bối cảnh, đặc biệt là trong bối cảnh tác động từ nền kinh tế thế giới còn khó lường, trong khi khu vực sản xuất trong nước thì còn chưa hoàn toàn hồi phục sau đại dịch. Điều này đòi hỏi chính phủ và các bộ ban ngành liên quan cần khẩn trương có những biện pháp thích hợp kịp thời để phục hồi tổng cầu
phát triển nền kinh tế trong bối cảnh mới. Kính thưa quý vị đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, đứng trước vấn đề trên, tọa đàm ngày hôm nay sẽ tổng kết toàn diện nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023, đánh giá tổng cầu nền kinh tế trong bối cảnh mới, từ đó đề xuất những giải pháp có tính chiến lược kịp thời nhằm phục hồi tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trở lại của nền kinh tế. Kết quả của tọa đàm ngày hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho công tác tham mưu, công tác đề xuất xây dựng các chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, để từ đó có những chỉ đạo và các quyết sách kịp thời. Tọa đàm đã nhận được sự quan tâm lớn của các cơ quan ban ngành và các chuyên gia kinh tế. Chúng tôi vui mừng chào đón khoảng hơn 100 đại biểu. Con số đại biểu đến hôm nay là lớn hơn rất nhiều so với cái dự tính của ban tổ chức. Cũng xin lỗi các quý vị nếu chúng ta thấy bất tiện từ những cái vị trí ngồi chúng ta ngày hôm nay. Và các đại biểu đến từ các tổ chức như là Ban Kinh tế Trung ương, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ như là Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như IMS, UNDP hay là World Bank, đại diện cho các trường đại học, các viện nghiên cứu và các chuyên gia kinh tế. Do thời gian của tọa đàm là có hạn, cho nên chúng tôi kính đề nghị các quý vị đại biểu tham gia tọa đàm hôm nay cố gắng thảo luận, tập trung vào những nội dung chính mà ban tổ chức mong muốn nhận được từ các quý vị như sau. Một là chúng ta sẽ đánh giá làm rõ tình hình thực tiễn của nền kinh tế thế giới trong 6 tháng đầu năm 2023 và tác động đến nền kinh tế trong nước như thế nào. Nội dung thứ hai cần tập trung thảo luận, đấy là đánh giá thực trạng kinh tế vĩ mô Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 trên các khu vực chính của nền kinh tế như là kinh tế thực, kinh tế đối ngoại, tài chính tiền tệ và tài chính ngân sách. Nội dung thứ ba là đánh giá tổng cầu và các thành phần tổng cầu của nền kinh tế trong bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay. Thứ tư là rất mong nhận được các đề xuất định hướng các chính sách khôi phục tổng cầu của nền kinh tế để duy trì động lực và mức độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới. Chúng tôi hy vọng thông qua tọa đàm này, một đánh giá toàn diện về nền kinh tế và tổng cầu sẽ giúp chúng ta chẩn đoán được những thách thức, những cơ hội cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Một lần nữa xin được thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế trong nước và các chuyên gia kinh tế nước ngoài đại diện các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đã đến tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay. Xin được kính chúc các vị đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, các vị khách quý sức khỏe. Chúc tọa đàm thành công của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Và trước mắt chúng ta sẽ là phiên trình bày các báo cáo chính, bao gồm 5 báo cáo. Và ngay sau đây, xin mời chúng ta sẽ các quý vị chúng ta sẽ đến với báo cáo đầu tiên. Ngay sau đây, trân trọng kính mời Tiến sĩ Jonathan Pickers, Kinh tế trưởng UNDP sẽ lên sân khấu để trình bày về báo cáo thứ nhất Tổng quan kinh tế thế giới 6 tháng đầu năm 2023 và tác động đến Việt Nam. Trân trọng kính mời. There are a few points that I would like to make and emphasize this morning. The key messages that I'd like to communicate to you this morning is that the global economic recovery, as we all know, as we've been discussing, has stalled. And the projections suggest that growth will remain below trend for the next couple of years. High inflation and interest rates have created conditions for what can be termed a balance sheet recession. And that happens when equity asset prices fall, and the fall in asset prices has an effect on the balance sheets of households and firms, which reduces their appetite for investment and consumption. The next point I'd like to make this morning is that unlike in 2009, China will not be the source of demand of last resort for the world economy. And that makes a big difference
from what we've seen over the past decade and will delay the recovery. Regarding Vietnam's policy, I'll speak quite briefly, as other speakers today will focus on these points. But the point I'd like to make with regard to Vietnam's policy is that Vietnam's fiscal position is actually much weaker than the official figures suggest, and that Vietnam urgently needs to develop the instruments of counter-cyclical fiscal policy to manage aggregate demand during periods of economic slowdown. Finally, I'd like to make the point that Vietnam needs new financial instruments to increase the supply of long-term domestic finance. So let's look at the world economic situation. And this can be summarized quite briefly, I think. We all know the main outlines of the situation. The global economy is now recovering from a series of economic shocks. There was the COVID-19 pandemic and China's delayed reopening. This caused supply chain disruption and problems in maintaining supply across a wide range of exported goods. The conflict in the Ukraine obviously had an impact on food prices and fuel prices. Persistently high inflation forced central banks to act quite aggressively, raising interest rates. Again, China is not in a strong fiscal position to be the source of last resort for aggregate demand globally. Financial fragility has increased, as we've seen with the collapse of several medium-sized banks in the United States and the takeover of Credit Suisse, and the realignment of trade and rising protectionist sentiment, particularly the technology trade war between the United States and China. There are a couple of positive signals. One is falling energy prices, and the other is that the labor markets in the advanced countries remain robust, although we will see that that's a double-edged sword. Okay, so very briefly, these are the main forecasts for the global economy over the next 3 years. We can see that the recovery has slowed in 2023, modest recovery expected in 2024, but outcomes, of course, in 2024 and 2025 depend largely on the response of inflation to the actions of the major central banks. We can see that in the most recent forecasts in June, in last month, that the OECD is a bit more optimistic about global growth, and the World Bank in its economic prospects report in June was a bit more pessimistic about growth in 2023 and 2024. Okay, Unlike in, as I said, 2009, China will not be the source of aggregate demand of last resort that it was in the past, and actually over the past decade has served that function. China has repeatedly injected fiscal stimulus to support global aggregate demand, but that's not going to happen now. The end of COVID lockdown measures only came in 2023, quite recently, but the end of the property boom has weighed heavily on investment, but also on consumption as households adjust their own balance sheets to losses that they've experienced in the declining property prices. The impact of US sanctions on technology, as we've said, has an unknown but probably serious effect on growth in China. All right, so if we look at inflation, you know these numbers quite well. Because of the supply shocks, because of war, and because of the response to inflation, we've seen because of the response to the pandemic, we've seen inflation rising
in the advanced countries and in the developing countries as well. Demand growth accelerated quite rapidly as the pandemic came to a close, as delayed consumption was finally undertaken by households, particularly in the advanced countries. Supply chains were not able to keep pace. Transportation was not able to keep pace. This was compounded by the Ukraine conflict and also compounded by the fact that monetary policy takes some time to feed through, and the lag between rising interest rates and declining rates of price inflation has apparently increased, particularly in the advanced countries. So we normally expect the lag to be something on the order of 6 to 12 months, but it's looking like the lag between rising rates and falling inflation rates now seems to be more like 18 months, particularly in the United States. So central banks tightened aggressively, probably a bit late, but this causes instability in the financial markets. As interest rates rise, then asset prices fall. And companies and households that had borrowed quite heavily based on very high levels of asset prices were suddenly faced with a problem of cash flow, as their asset prices were falling, but their cost of financing was rising. And that's why we say we have a balance sheet recession. Fiscal stimulus obviously was quite large during the pandemic. And that leaves little room for using more fiscal stimulus to come through this period of economic slowdown. Now, as I said, asset prices have begun to adjust. And here we see on the right, we have the New York Stock Exchange Composite Index, and on the left, we have the Shanghai Stock Exchange Composite Index. And we can see a moderate fall in asset prices that began last year. But part of this is an illusion, because the growth of values in the equity markets has been extremely heavily concentrated. So for example, in the S&P 500, five big technology stocks, account for 53% of the growth of market capitalization since 2020. So those five stocks include Apple. Apple is now the world's first $3 trillion company. The other of the big five are Google, Nvidia, Microsoft, and Tesla. And the market capitalization of these five companies has increased by 120% since 2020. For the rest of the S&P, market capitalization has increased only by 6%. So we have still elevated asset prices, but these asset prices are very highly concentrated in a very small number of firms. So in fact, for the broader market, asset prices have been falling. We also can see that prices of housing in the main markets has also been declining, so further evidence of declining asset prices. And then as a result of this, we see weak consumer sentiment in the United States. This is partly a result of inflation and partly a result of serious falls in the rate of household disposable income. So household disposable income was increasing very rapidly during the pandemic because the federal government was very generous in its support for households. But when that support was removed, household disposable income fell quite sharply. And that's one of the reasons that exports to the US are falling in a number of important items. For example, mobile phones, which is an important export from Vietnam, fell quite sharply last year to the United States, at the end of last year,
because basically household disposable income in the U.S. was falling, so people were saying, okay, I'll keep my mobile phone for another year or two because I don't know what my income is going to be like over the next year, and prices for other goods are rising quite rapidly. If we look at the flow of funds, and this is data from the Federal Reserve in the United States, we can see a very interesting trend, which is this is net saving and borrowing for all economic sectors. So for firms, for banks, for households, for government, and for the rest of the world. And what we see is that during the pandemic period, and as we moved out of the pandemic, households were not saving very much. They were spending, and a lot of that spending fed through to the boom we saw after the pandemic. But what we see in the last quarter, so the first quarter of 2023, what we see is that households are now saving their income. That's the yellow bar in the graph. And as they save their income, that is a direct hit on aggregate demand, global aggregate demand. The other thing that's interesting about the flow of funds is that corporations are also saving. So American non-financial corporations are increasing their net saving, which means they are not investing at the rate that they were investing just one or two quarters ago. So aggregate demand in the U.S. is entirely dependent on the federal government. So the federal government is still running a large deficit, and everybody else is saving. And that is not a sustainable situation, unfortunately. Okay. All right. So a little bit of good news. Good news is that fuel prices have come down from their very high peaks. They're still high in historical terms, but relative to where they were recently, they're quite moderated. So that's good news. The other good news is that labor markets in the advanced countries have remained very robust. So there's a lot of job openings in the United States and in Europe. So that's good news for aggregate demand, but it may be bad news for interest rates, because the Federal Reserve did not increase its Fed funds rate last month, primarily taking a wait and see approach, but it looks like because of persistently strong labor force data that the Fed will now increase this month and next month, because the fear that inflation is embedded, that inflationary expectations are persistent, has taken hold, and it's more likely that the Fed is going to continue to increase rates. The problem with that, of course, is that we are experiencing a balance sheet recession. So when interest rates go up, when the cost of financing goes up, asset prices come down. And everybody who was banking on the value of their assets to increase their leverage, particularly in property markets, that leverage will have to be reduced because the value of the underlying assets is falling. That's the case in the Chinese property market, excuse me, that's the case in the Vietnamese property market, that's the case in the American property market. As long as interest rates are rising and credit is tight, then everybody who owns real assets, like property, we'll need to reassess their leverage. They're going to have to reassess how much money they can borrow because the cost of financing is going up and the real value of their assets is falling. And that's what we mean by a balance sheet recession. Okay, what about Vietnam? And very briefly, in conclusion, we can expect exports from Vietnam to continue to be weak, and this will probably continue for the rest of the year. I think the other thing we need to really pay attention to is the policy implication of Vietnam's response. So Vietnam has relied, particularly in recent years, has relied extremely heavily on monetary policy.
relaxation of lending standards, for example, lowering interest rates, subsidies, rely very heavily on subsidized credit and bank loan forbearance to stimulate aggregate demand. And there has been a persistent underutilization of fiscal policy tools. This was true during the pandemic, and it is true as well this year. And as a result of the underutilization of fiscal policy in Vietnam is very pro-cyclical. In other words, when the economy is growing quickly, the government spends more money. When the economy slows down, the government spends less money. That is a pro-cyclical policy, and it leads to financial instability and macroeconomic instability, because we need to be moving in the opposite direction, spending more when economic growth is slow and damping down fiscal spending when economic growth is rapid. So if we look, for example, over recent years and we compare Vietnam and Thailand, we can see that Vietnam's fiscal policy is clearly pro-cyclical, and Thailand's is clearly counter-cyclical. Vietnam did not use fiscal policy during the pandemic to stimulate particularly household consumption. The other thing I would like to say about fiscal policy is that Vietnam's fiscal deficit is larger than the official statistics suggest. And the reason for this is that much of the household spending support and the support for companies, for corporations, was delivered through SOEs. And so that spending appears on the balance sheets of large state-owned enterprises rather than on the government's balance sheet. Now, this is a problem because it means that these large companies now have very weak balance sheets as we move into a period of slow growth. We would like to see these companies increase their investment during a period of slow growth. We would like to see EVN, PetroVietnam, for example, increase their investment rate during this period of slow growth. But they cannot, because their balance sheets are extremely weak, because fiscal policy was operated largely through the SOEs rather than through the state budget. The other thing about fiscal policy in Vietnam is that public investment as a share of GDP has been declining over the years. And this means that public investment plays a smaller role in stimulating aggregate demand than would be optimal. This is particularly true as we move into the period of the energy transition, when public investment will need to rise to provide the infrastructure that's necessary for the transition, and also for adaptation of places like the Mekong Delta and coastal provinces that need significant investment to adapt to the effects of climate change. Nevertheless, as a share of GDP, public investment has been falling. And I would suggest that one of the reasons for this is that Vietnam has one of the most decentralized systems of public investment in the world. So compared to everybody else, the share of local government in public investment is very high in Vietnam. So the share of public investment in GDP is not particularly low, but most of this is spent by local government. As a result, we have too many small projects. We have too many projects that are not integrated with national planning. We have too many small projects that are not integrated with industrial policy and trade policy. And as a result, public investment is not efficient. So I would argue that there needs to be some rethinking of how public investment is planned and delivered, particularly more effective regional planning. So on the scale of, for example, the Mekong Delta or the Red River Delta, planning needs to be much more integrated, both with industrial policy and trade policy, but also with national strategies. Okay. Finally, on fiscal policy, Vietnam needs to modernize its social protection and assistance.
the existing social protection program was built for a very different country. It was built for a country where most people worked for themselves. They lived in rural areas and they worked on farms or they worked in household businesses. But today's economy is an industrializing economy. 55% of the labor force now works for salaries or wages. And the social protection system has not been reformed sufficiently to deal with this fundamental change of the labor force. Also, the social protection system finds it very difficult to deal with migrants, which make up now, according to the latest population census, 14% of the population. So we need to move to a social protection system that's more responsive and that also provides a means to support household consumption during periods of economic slowdown, particularly, for example, during the pandemic and now during the global slowdown. And if we look at Vietnam's spending on social assistance, for example, these are data from the World Bank, the most recent data from the World Bank. Vietnam's adequacy of benefits is among the lowest in terms of the share of benefits relating relative to the minimum requirement to lift a household out of poverty. And also the coverage of the bottom 20% of the population is also quite poor. So we would argue that Vietnam needs to return to the Master Plan for Social Assistance Reform and Development of 2017 and begin to implement some forms of universal social protection, for example, child benefits and social pensions. Finally, climate finance. This will certainly be an important topic today. Vietnam needs something like $11 to $14 billion per year between now and 2030 to invest in renewable energy. The problem is, one of the many problems is that Vietnam's domestic financial markets are too shallow and too short-term in their orientation to finance the energy transition. And this is a problem not only for local business, it's also a problem for international cooperation in the energy transition. Because over-reliance on foreign funding, over-reliance on dollar financing, is a risk to the Vietnamese economy, primarily because Vietnam is still a foreign exchange constrained economy. So Vietnam cannot afford to import $60-70 billion in foreign finance for the energy transition because Vietnam would have to find the foreign exchange to service those debts and to pay those profit remittances. And Vietnam does not have the vehicles now to service foreign debt and profit remittances on that scale. So the supply of Vietnam dong financing needs to increase. But at the moment, the financial system is still too rudimentary, still very heavily based on commercial banks, which are funded almost entirely by short-term deposits, and so commercial banks cannot make long-term loans. So we would argue that the government needs to act in order to create the kinds of financial institutions, for example, a national climate bank that would be able to develop the forms of long-term Vietnam dong financing that are required for the energy transition and for the adaptation of adaptation to climate change. I realize I've gone over my time, so I will not summarize, but thank you very much for your patience and wish you all the best for the rest of the seminar this morning. Thank you very much. Ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để lắng nghe về báo cáo số 2, đánh giá tổng cầu kinh tế và những khuyến nghị khôi phục tổng cầu, duy trì động lực tăng trưởng của Việt Nam trong bối cảnh mới. Bài trình bày được thực hiện bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thế Anh đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân. Trân trọng, kính mời. Tôi sẽ rất là vắn tắt cái bài trình bày của mình. Và nếu quý vị muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể xem slide. Thứ nhất, trước khi nói về tổng cầu, chúng ta nhìn qua cái bối cảnh của kinh tế Việt Nam hiện nay.
Chúng ta nhìn với biểu đồ này, chúng ta thấy rằng cái tăng trưởng trung bình của nền kinh tế Việt Nam qua các giai đoạn thì đang giảm dần. Tính 10 năm một, bắt đầu từ khi đổi mới thập kỷ 90 thì tăng trưởng khoảng 7,6, sau đấy giảm dần qua các thập kỷ tiếp theo. Đấy là các đặc điểm thứ nhất. Cái này nguyên nhân chủ yếu là chúng ta thiếu các cái chính sách mà mang tính cải cách dài hạn của nền kinh tế. Chúng tôi gọi nó là các cái chính sách trọng cung. Và đặc biệt là trong cái thập kỷ hiện nay thì chúng ta thấy rằng các cái chính sách liên quan tới cải cách môi trường kinh doanh, rồi cải cách doanh nghiệp nhà nước, hay là các chính sách liên quan đến thuế phí, khuyến khích cái đầu tư khu tư nhân hay thúc đẩy tiến bộ khoa công nghệ thì nó rất là vắng bóng. Do vậy nó sẽ kéo theo cái tốc độ tăng trưởng trung bình dài hạn của nền kinh tế nó xuống dần. Cái đặc điểm thứ hai của kinh tế Việt Nam mà chúng ta nhìn thấy biểu đồ này là cái tăng trưởng trong ngắn hạn thì đang có xu hướng biến động hơn, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay. Biến động này thì nó vừa là do cái cú sốc từ bên ngoài, vừa là do các cái chính sách quản lý của tổng cầu chúng ta không khéo. Thì khi mà cái chính sách quản lý tổng cầu nó không ổn định thì nó sẽ lúc thì phi nhanh quá, lúc thì phanh gấp, thì nó khiến cho cái nền kinh tế nó dao động rất là mạnh, ngoại trừ những cái vấn đề bên ngoài, ví dụ như là Covid. Xét cụ thể hơn về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong cái quý vừa qua thì chúng ta thấy rằng cái tăng trưởng trong quý 2 thì chúng ta thấy rằng nó đã có sự cải thiện trong quý 1. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng so với cái trung bình của các cái năm trong điều kiện bình thường ấy thì nó còn ở rất là xa. Đặc biệt là hai khu vực mà chúng ta thấy rằng có cái tốc độ tăng trưởng tuy hồi phục nhưng mà còn dưới rất xa ngưỡng trung bình, đó là khu vực công nghiệp và xây dựng. Công nghiệp xây dựng chỉ có một tí thôi, 2,5% thôi, so với trung bình của 5 năm trong giai đoạn bình thường đó 8,5. Khu vực dịch vụ thì sau cái quý 1 thì hồi phục mạnh mẽ, nhờ cái so với cái nền thấp của năm ngoái thì cũng đã chậm lại rồi, chỉ còn 6,1. Thì chúng ta chỉ còn cái khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là duy trì được cái tốc độ tăng trưởng nó tương đối là ổn định. Ở cái góc độ tổng cầu cuối cùng của nền kinh tế thì chúng ta thấy rằng tất cả các thành phần tổng cầu đều có suy giảm hoặc là cái tăng trưởng rất là thấp, và chủ yếu cái tăng trưởng của chúng ta có sự tích cực hơn so với quý 1 chủ yếu là do cái cần nhập khẩu nó giảm mạnh hơn, nhập khẩu giảm tới 13,2%, chủ yếu là thế. Còn các cái thành phần tổng cầu khác như tiêu dùng cuối cùng, đầu tư cuối cùng hay là xuất khẩu chúng ta đều có sự sụt giảm rất là mạnh, đấy là tính theo cái thành phần. Nhìn sâu hơn về cái lĩnh vực trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp và dịch vụ thì chúng ta thấy có rất nhiều ngành nghề tiếp tục suy giảm mạnh, đặc biệt là những cái ngành mà liên quan tới công nghiệp chế biến chế tạo, tức là hướng ra xuất khẩu hoặc là hướng vào các ngành tiêu dùng không thiết yếu thì chúng ta thấy rằng có sự giảm rất là mạnh so với những cái năm trước. Chúng ta trong quý 1 thì cái GDP của chúng ta được đỡ rất nhiều bởi cái khu vực xây dựng đó, chủ yếu là nhờ đến từ cái khu vực đầu tư công thì nó giúp cái ngành xây dựng nó tăng tới khoảng 7%, và nó giúp cho cái chủ yếu đến từ đầu tư công và nó giúp cho cái tăng trưởng GDP của chúng ta được cải thiện. Rồi chúng ta cũng có cái ngành sản xuất và phân phối điện khí thì chủ yếu do thời tiết nắng nóng, do vậy thì cái sự cải thiện của GDP trong quý 2 so với quý 1 vừa rồi thì nó đến từ những cái thứ mà chúng ta thấy rằng nó không phải sự hồi hồi trúc trắng của nền kinh tế. Chúng ta vẫn thấy có sự sụt giảm rất là mạnh của khu vực sản xuất chế biến chế tạo. Và nếu chúng ta nhìn sâu hơn ấy vào cái chỉ số sản xuất công nghiệp của các ngành này thì chúng ta đều thấy có sự sụt giảm rất là mạnh. Đặc biệt là chúng ta thấy có một điểm bất thường ở đây là cái VA toàn ngành công nghiệp hay là cái ngành sản xuất chế biến chế tạo thì nó tăng khoảng 1,56 và 1,18, tức là tránh được cái suy giảm tăng trưởng âm hai quý liên tiếp. Tuy nhiên thì nếu nhìn vào cái chỉ số sản xuất công nghiệp ấy thì nó rất nhiều ngành nghề nó có cái chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp này nó âm, tức là nó giảm. Bình thường ấy thì cái cấu trúc của nền kinh tế trước năm 2022 thì thường là cái VA nó phải tăng thấp hơn so với chỉ số sản xuất công nghiệp, nhưng mà từ năm 2022 đến 2023 thì nó có sự bất thường, đó là cái sản xuất công nghiệp nữa. Đây thì nó lại có vẻ như là tăng chậm hơn. Thế nên là cái việc mà chúng ta nói đánh giá rằng cái kinh tế đã có sự hồi phục đấy là mang tính khích lệ thôi. Thế còn nhìn sâu vào bản chất nền kinh tế chúng ta thấy rằng còn rất nhiều các khó khăn. Đối với tình hình doanh nghiệp thì cũng thế, tình hình đang xấu đi. Rồi nếu mà chúng ta nhìn vào con số lạm phát thì cái lạm phát thì bắt đầu giảm rất là mạnh từ cuối năm 2022. Nó thể hiện cái sức cầu yếu của nền kinh tế.
Và cái nguyên nhân để mà cái giá cả giảm ở đây thì có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là cái xu thu nhập của người dân giảm sút khiến cho cầu tiêu dùng hàng hóa giảm. Thứ hai là cái thị trường tài sản ở Việt Nam chúng ta chứng kiến trong hai quý vừa qua sụt giảm rất là mạnh, đặc biệt là từ quý 4 của năm ngoái tới quý 1 năm nay thì thị trường bất động sản hay thị trường cổ phiếu chứng khoán thì sụt giảm rất là mạnh, nó kéo theo là cái tiêu dùng nó cắt giảm rất là nhanh. Rồi cái cung tiền thì trong năm qua thì cũng tăng rất là chậm, lãi suất thì neo ở mức cao, rồi các cái giá nguyên vật liệu thì nó cũng giảm so với cái năm trước, do vậy nó giúp cho cái lạm phát của nền kinh tế nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Tuy nhiên chúng ta có một cái điểm lưu ý ở đây là cái lạm phát cơ bản, lạm phát lõi thì đang giảm rất là chậm, và trung bình 6 tháng đầu năm thì nó vẫn còn khoảng đâu đó 4.7%. Nhìn vào các cái thành phần của tổng cầu thì chúng ta thấy rằng cả ba cái động lực từ phía cầu đều suy yếu. Ngoại trừ cái đối với đầu tư thì ngoại trừ đầu tư công thì tăng khá. Thế còn các thành phần đầu tư khác thì đều sụt giảm rất là mạnh. Đầu tư nhà nước tăng mạnh nhưng mà vẫn còn dưới xa so với các cái kế hoạch, do thiếu động lực, vướng mắc pháp lý, rồi do giá nguyên vật liệu cao khiến cho các cái nhà đầu tư họ không mặn mà trong việc tham gia vào các cái dự án đầu tư công. Đối với đầu tư tư nhân thì tăng rất là chậm do cái lãi suất cao, một phần là do lãi suất cao, khó tiếp cận tín dụng trên đối với kênh tín dụng, rồi khó tiếp cận vốn trên thị trường chứng khoán, do vậy thì và đặc biệt là cái niềm tin của cái giới doanh nghiệp thì giảm sút, do vậy thì họ không mặn mà trong việc đầu tư trong hiện nay. Còn đầu tư nước ngoài thì chúng ta thấy rằng tương đối là ổn định, tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng cái dòng vốn đầu tư nước ngoài thì chúng ta không thể kỳ vọng nó hỗ trợ cho nền kinh tế trong cái điều kiện kinh tế rất khó khăn, bởi vì cái khu vực này thường đầu tư vào hướng ra xuất khẩu. Với cái điều kiện xuất khẩu hiện nay thì cái đầu tư FDI nó cũng sẽ quanh quẩn ở cái một con số cố định thôi. Đối với xuất khẩu thì chúng ta nhìn thấy xuất khẩu thì đang giảm dần qua các quý. Quý 1 đã giảm tổng xuất khẩu thì nó giảm khoảng 10% đến quý, xuất khẩu hàng hóa giảm khoảng 10% đến quý 2 thì giảm khoảng 15%, tức là tình hình đang xấu dần qua các quý. Chỉ có điểm sáng duy nhất liên quan đến xuất khẩu thương mại quốc tế, đó là cái nhập khẩu nó còn giảm mạnh hơn, và do vậy thì Việt Nam duy trì được cái xuất siêu hàng hóa. Và một trong những nguy cơ mà Việt Nam đang phải đối mặt không chỉ là cái suy giảm cái cầu tiêu dùng hàng hóa từ nước ngoài mà chúng ta còn có tạm thời, mà còn chúng ta còn có nguy cơ mất hẳn cái đơn hàng. Lý do có rất nhiều lý do. Thứ nhất là cái chúng ta biết rằng thì Việt Nam thì hiện nay thì chúng ta chưa tận dụng được các cái lợi thế từ FTA. Các doanh nghiệp Việt Nam thì vẫn dựa vào gia công nhập khẩu nguyên vật liệu rất nhiều từ bên ngoài, do vậy chúng ta có vướng mắc trong các cái quy định về xuất xứ hàng hóa để hưởng cái ưu đãi thuế. Do vậy thì đấy là một cái nguy cơ. Thứ hai nữa là cái chi phí nhân công của Việt Nam hiện nay thì trước đây là rất là cạnh tranh so với các nước trong khu vực, nhưng hiện nay thì cũng không còn nhiều nữa. Trong cái bối cảnh tăng giá tăng lương trong nước như hiện nay thì chúng ta thấy rằng cái lợi thế đấy dần mất đi. Thứ ba nữa là cái nguy cơ mất hẳn đơn hàng trong cái lĩnh vực xuất khẩu này nó còn liên quan đến các cái quy định về sản xuất xanh, sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường. Do vậy thì các cái doanh nghiệp Việt Nam thích ứng với các cái điều kiện đấy rất là kém. Do vậy thì chúng ta có nguy cơ không chỉ là mất cái đơn hàng tạm thời do cái suy thoái tổng cầu từ bên ngoài, mà có thể là mất hẳn đơn hàng. Đối với tiêu dùng thì chúng ta thấy rằng cái tiêu dùng cũng giống như là xuất khẩu, chúng ta thấy rằng cái tiêu dùng của chúng ta cũng đang giảm dần qua các quý. Quý 1 chúng ta thấy chứng kiến cái tiêu dùng tăng rất mạnh, chủ yếu so với cái nền thấp của năm ngoái thôi, chứ còn quý 2 nó còn giảm mạnh hơn, không còn tăng mạnh như quý 1 nữa. Do vậy thì tất cả các thành phần của tổng cầu chúng ta đều đang có dấu hiệu suy yếu. Tuy vậy thì nhìn chung thì chúng ta thấy rằng bức tranh kinh tế của Việt Nam có thể tóm tắt qua mấy cái điểm. Thứ nhất là cái tăng trưởng hồi phục mạnh nhẹ, nhưng mà cái nguy cơ tăng trưởng thấp nó có thể là kéo dài. Thứ hai là cái khu vực công nghiệp, đặc biệt là sản xuất chế biến chế tạo, là cái lõi của nền kinh tế, sử dụng rất nhiều lao động và chiếm tới đóng góp khoảng gần 1/4 GDP thì nó đang chịu ảnh hưởng mạnh nhất. Và cả ba cái thành phần tổng cầu đều có xu hướng đều suy yếu. Lạm phát thì xu hướng giảm nhanh, tuy nhiên thì lạm phát cơ bản thì chậm hơn.
Và các đối tác thương mại của chúng ta, lớn của chúng ta thì có xu hướng là tiếp tục duy trì cái lãi suất cao, ít nhất là trong cái phần còn lại của năm. Thế thì từ cái điều kiện đó thì chúng ta có thể sử dụng một số những biện pháp kích cầu. Tuy nhiên đây tôi nhấn mạnh là kích cầu có chọn lọc và cần kết hợp các chính sách cải thiện cái tổng cung tiềm năng, tức là các chính sách trọng cung của nền kinh tế, bởi chúng ta nhìn thấy rõ ràng là cái xu hướng tăng trưởng trung bình của nền kinh tế đang thấp dần qua các thập kỷ. Và nếu chúng ta lạm dụng cái chính sách kích cầu thì chúng ta sẽ dễ xa vào cái tình huống là đi từ cái thái cực này qua thái cực khác, khiến cho nền kinh tế nó bất ổn hơn. Thế thì cái nguyên tắc kích cầu ở đây thì có mấy cái nguyên tắc mà chúng ta cần tuân thủ. Thứ nhất là kịp thời. Cái độ trễ chính sách của các cái chính sách tài khóa và tiền tệ thường là rất lớn, và đặc biệt nó càng lớn ở Việt Nam. Thì chúng ta ví dụ như là chúng ta có cái chủ trương kích thích tiêu dùng, nhưng mà cái chính sách thuế VAT thì mãi gần hơn nửa năm sau chúng ta ban hành và bắt đầu thực hiện từ đầu tháng 7. Đấy là cái chậm trễ trong cái việc ban hành chính sách. Thứ hai là cái chính sách hay là cái độ trễ chính sách liên quan chính sách tiền tệ, thì khi mà chúng ta dồn dập hạ lãi suất thì chưa chắc nó kích thích được cái đầu tư ngay lập tức, bởi vì từ cái hạ lãi suất mà kích thích được cái đầu tư của doanh nghiệp nó còn rất là xa. Do vậy thì các cái chính sách nhược điểm của các cái chính sách tài khóa tiền tệ khi thực hiện kích cầu thường là có độ trễ rất là lớn, và tình hình kinh tế biến động thì rất là nhanh. Do vậy khi mà chúng ta ban hành chính sách có khi là cái kinh tế nó đi mà ra một cái trạng thái khác rồi. Do vậy thì cái chính sách cần phải kịp thời. Thứ hai là cái nguyên tắc thứ hai mà tôi nhấn mạnh ở đây, đó là phải chỉ thực hiện tạm thời, và nó phải các chính sách phải đưa ra tạm thời trong thời gian ngắn để là kích thích được phản ứng của doanh nghiệp, người dân. Ví dụ như là chúng ta muốn kích thích đầu tư trong một lĩnh vực nào đấy thì chúng ta đưa ra những ưu đãi trong thời gian ngắn để những cái doanh nghiệp nào mà trước đây họ đã có kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực đấy rồi thì họ thực hiện ngay để hưởng những cái ưu đãi đó. Chúng ta phải thực hiện ngay. Và cái lý do nữa là cái nguồn lực dư địa chính sách của tàng ta rất là hạn chế, thì lát tôi sẽ nói về cái dư địa, và tôi rất đồng tình với anh Jonathan Pinkus nói về cái chính sách tài khóa thuận chu kỳ ở Việt Nam, cái giới hạn của chính sách tiền tệ trong việc dễ gây ra cái bong bóng của các thị trường tài sản, thì đấy tôi rất đồng tình. Thứ nữa là chúng ta cần tránh các bất ổn gây ra do các cái hậu quả chính sách tức cờ. Cái này thì Việt Nam trải qua rất nhiều bài học rồi, nhưng mà không biết là có rút được kinh nghiệm trong lần này hay không. Thì đó là cái vấn đề về lạm phát, tỷ giá, bong bóng giá tài sản. Và tôi thì nhấn mạnh là ưu tiên các cái biện pháp kích cầu tạm thời, nhưng mà các biện pháp đấy nó vừa cải thiện được cái tổng cung tiềm năng, cải thiện được cái năng suất trong dài hạn. Và thứ ba là phải đúng đối tượng, hướng vào những cái đối tượng mà có nhu cầu chi tiêu cao, tức là có xu hướng tiêu dùng biên cao, tức là kích thích ưu đãi cho người đó, nhưng người đó phải chi tiêu, và cái chi tiêu đấy nó phải hướng vào cái hàng hóa nội địa, chứ chúng ta kích thích mà hướng vào cái hàng hóa ngoại nhập thì không phải là kích thích cầu nội địa mà kích thích cái cầu hàng xóm, đúng không? Ví dụ như là tôi vẫn không đồng tình với những sách miễn giảm thuế trước bạ ô tô chẳng hạn. Thì ô tô thì cái giá trị đóng góp của Việt Nam vào đấy rất là thấp. Nếu mà không vì cái mục tiêu thu thuế, cái này chủ yếu là phục vụ mục tiêu thu thuế của nhà nước là chủ yếu thôi, chứ còn kích thích cái thu nhập ở trong nước thì gần như là rất thấp. Do vậy thì tôi có đưa ra một số các cái khuyến nghị chính sách. Thứ nhất là khuyến khích cái đầu tư tư nhân thông qua, thứ nhất là tiếp tục hạ lãi suất, nhưng mà đây phải hạ lãi suất cho vay, không phải lãi suất. Tôi thực ra là từ cuối năm ngoái tôi đã khuyến nghị là cần phải hạ lãi suất thật nhanh từ cuối năm ngoái. Tuy nhiên thì qua những cái diễn biến vừa rồi, với cái động thái quyết liệt hạ lãi suất vừa rồi, thì tôi nghĩ rằng đã chạm tới cái điểm tới hạn của chính sách tiền tệ rồi. Nếu mà chúng ta tiếp tục hạ lãi suất, đặc biệt là lãi suất huy động, thì nó sẽ gây ra rất nhiều các hậu quả. Và cái hạ lãi suất này thì thứ nhất là một mặt là mình giúp cho doanh nghiệp hạ được cái chi phí vốn, nhưng mà đồng thời phải cải thiện cái khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Hạ chi phí là một phần, nhưng mà phải hạ được cái khả năng tiếp cận vốn. Thế còn lãi suất thấp nhiều doanh nghiệp không tiếp cận được thì cũng không hiệu quả trong điều kiện hiện nay. Và cái chính sách để hạ lãi suất này tôi nghĩ là đóng góp chủ yếu là thông qua cái kênh tài sản và tiêu dùng. Nó giúp cho các thị trường tài sản nó hồi phục một phần, và nó sẽ kích thích cái tiêu dùng của nền kinh tế. Tiếp theo là chúng ta kích thích đầu tư tư nhân thông qua cái sử dụng tín dụng thuế đầu tư, tức là
nhà nước cần phải có một danh sách những cái ngành nghề mà chúng ta muốn khu vực tư nhân tham gia vào đó, và trong cái thời gian này chúng ta đưa ra cái ưu đãi để họ thực hiện nhanh, thay vì năm sau nữa thì chúng ta đưa ra các biện pháp khuyến khích thuế tạm thời, ví dụ trong 6 tháng một năm, và trong cái thời gian đó nếu như doanh nghiệp nào có kế hoạch tham gia vào cái lĩnh vực đấy thì họ sẽ đầu tư để giúp cho cái tổng cầu của nền kinh tế khôi phục. Tuy nhiên thì chính sách hạ lãi suất thì chúng ta cần phải kiểm soát được cái tăng trưởng cung tiền. Thế thì ở Việt Nam thì chúng ta cứ quan sát thấy rằng cứ 5-7 năm thì xảy ra một cái đợt để bong bóng giá tài sản, giá bất động sản lại tăng gấp đôi, gấp ba. Do vậy đây chính là cái lý do là tăng trưởng cung tiền của Việt Nam quá cao. Tuy nhiên thì chúng ta nếu mà chúng ta thắt chặt quá thì nó cũng sẽ gây vấn đề như cái thời giai đoạn cuối năm ngoái, nửa cuối năm ngoái, thì chúng ta thấy rằng cái tăng trưởng cung tiền năm ngoái của chúng ta chỉ cuối năm thì nó vọt lên thì chỉ còn 6%, tức là chỉ còn trước một nửa so với những năm bình thường. Và tôi khuyến nghị rằng cái tăng trưởng của Việt Nam ấy, tăng trưởng cung tiền và tín dụng của Việt Nam thì nó chỉ quanh quẩn khoảng 10% là phù hợp. Tín dụng thì có thể cao hơn nhưng mà cần phải kiểm soát cái cung tiền, đặc biệt là cái money base, cái tiền cơ sở. Thế thì cái nhược điểm của chính sách kích cầu đầu tư tư nhân ấy thì chúng ta thấy rằng nó có rất nhiều, nếu như chúng ta nhìn vào cái có rất nhiều cái giới hạn, bởi vì cái tỷ lệ tín dụng của Việt Nam hay là tỷ lệ cung tiền trên GDP của Việt Nam rất là cao. Đây là con số tính theo cái GDP mới, và năm ngoái chúng ta đã hạ cái tốc độ tăng trưởng tín dụng và cung tiền xuống rồi, thì cái tỷ lệ này của Việt Nam nó vẫn khoảng 1,5 lần, là cao khoảng gấp đôi so với các nước tương đồng trong khu vực. Lạm phát cơ bản thì chúng ta giảm dần, do vậy chúng ta có rất ít hạn chế để rất ít không gian để chúng ta hạ tiếp cái lãi suất huy động. Rồi chúng ta gặp phải cái giới hạn về cái lãi suất thực dương, rồi chúng ta đối mặt với cái bất ổn về tỷ giá khi mà kinh tế thế giới, các nền kinh tế lớn nó vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách tiền tệ thắt chặt. Và cái chính sách kích thích bằng cái biện pháp tiền tệ nó sẽ ít hiệu quả đối với kích thích đầu tư của khu doanh nghiệp khi mà cái doanh nghiệp họ còn bi quan vào triển vọng của nền kinh tế, và khi mà cái sức cầu tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp nó còn thấp. Do vậy cái chính sách tiền tệ, mà thay vào đó chúng ta cần phải ưu tiên thực hiện các cái chính sách liên quan đến tài khoá. Ở đây thì có thứ nhất là chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh cái đầu tư công, nhưng mà đầu tư công phải trọng điểm các cái dự án trọng điểm quốc gia, cơ sở hạ tầng, bởi vì nó giúp cho cái cải thiện cái tổng cung trong dài hạn của nền kinh tế. Và tôi rất đồng tình với anh Pinkers là chúng ta đang có xu hướng là dàn trải phân cấp về các cái địa phương và khiến những khoản đầu tư nó không hiệu quả. Phát triển nhà ở xã hội cũng đáp ứng nhu cầu thực, cũng là một cái biện pháp mà chúng ta có thể kích cầu trong điều kiện hiện nay. Và đặc biệt là chúng ta phải cần xây dựng lại cái hệ thống các cái trường học công, thì đây là cái sự thiếu hụt của xã hội mà chúng ta gặp rất nhiều các vấn đề trong thời gian vừa qua. Thì trong cái bối cảnh hiện nay thì đầu tư công tập trung vào những lĩnh vực này thì có thể giúp được cho vừa cải thiện cái tổng cầu trong ngắn hạn, vừa giúp cho cái tổng cung trong dài hạn. Đối với các chính sách liên quan đến tiêu dùng thì chúng ta cần phải xây dựng được cái mạng lưới hệ thống an sinh xã hội đủ nhanh, đủ phản ứng kịp, thì cái này chúng ta rất là chậm trễ, toàn là chính sách trên TV đúng không? Chưa thực hiện được cái chính sách an sinh xã hội, kể cả trong thời kỳ Covid. Thì tôi có khuyến nghị ngay từ trong cái thời kỳ Covid là chúng ta cần phải xây dựng được cái hệ thống trợ cấp an sinh xã hội cho người nghèo và những người mất việc, và phản ứng phải đủ nhanh. Thứ hai nữa là phải nâng cái mức thu nhập chịu thuế, hay là nâng cái mức giảm trừ gia cảnh. Chúng ta biết rằng cái mức giảm trừ gia cảnh của Việt Nam từ 9 triệu từ 2013 cho tới nay thì tăng lên được 2 triệu lên 11, tức là tăng chỉ khoảng hơn 20%, còn thấp hơn cả tăng cái tốc độ tăng CPI của nền kinh tế, mà mặc dù CPI nó chưa phản ánh hết cái mức độ tăng giá của nền kinh tế, thì đấy là một cái hạn chế. Và đối với biện pháp VAT thì cũng thế, cái cắt giảm 2% tôi nghĩ là cho vui thôi, chứ còn nó không tác động nhiều, đặc biệt là nó tương đối là giàn trải. Và đứng biện pháp thuế thì tôi nghĩ rằng cần phải tập trung vào những ngành hàng thiết yếu và hướng vào cái hàng của nội địa thì mới kích thích được cái tổng cầu trong nền kinh tế. Thì đó là một số những cái, do thời gian có hạn thì tôi xin trình bày một vài cái ý kiến liên quan đến tổng cầu nền kinh tế. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các quý vị. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên trình bày báo cáo số 3 Kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2023 và những vấn đề đặt ra. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban chủ tọa, kính thưa quý khách quý nhà truyền thông.
thì tôi sẽ trình bày sẽ cố gắng đúng 10 phút. Thì kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm, báo cáo quý vị là tăng trưởng 3,72%, thấp kỷ lục trong 14 năm ngoại trừ 2020. Thì chúng ta thấy hình ảnh rõ nhất chính là liên quan đến ngành công nghiệp xây dựng và công nghiệp và xây dựng. Ở đây ngành này thì là vốn được coi là trụ đỡ nhưng mà tăng trưởng chỉ có 1.13 và cũng thấp nhất trong lịch sử 14 năm. Và ở đây ngành công nghiệp thì thưa quý vị, liên quan đến ngành công nghiệp rất thú vị là cái tăng trưởng của ngành này là 0.44% trong 6 tháng. Và rất giống hình ảnh của Samsung. Samsung thì liên tục phá đáy 14 năm của họ. Quý 1 giảm lợi nhuận 92%, quý 2 giảm tiếp 96%. Và hình ảnh này thì bắt nguồn từ là cái chip trên toàn cầu suy giảm cũng như điện thoại mới của họ thì chẳng có gì đột phá cả. Và nó khá giống với hình ảnh mà Phó sư Thế Anh vừa nói về Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam. Và chúng ta chưa bàn về câu chuyện là chỉ số IIP thì âm, trong khi chỉ số VA thì dương của ngành công nghiệp. Cái đấy thì bàn sau. Đây một điểm lạ cũng khá thú vị. Nhưng chúng ta thấy rất rõ là ngành công nghiệp chế biến chế tạo gần như là đến thời điểm này là chưa thấy một cái điểm nào giải pháp tối ưu, cũng giống như là cơn bĩ cực của Samsung dường như chưa hồi kết. Ngành xây dựng thì rất thú vị, thưa quý vị, là cũng số liệu thì rất là thú vị lạ là đầu tư thì tăng 5,5% nhưng mà xây dựng thì là tăng lên đến 7%. Cái này cũng là xem lại nó khá thú vị. Và cái đầu tư này cũng mặc dù gia tăng là 4,74%, tuy nhiên là nó thấp hơn bình quân 10 năm 2011-2022 là 5,6%. Nó giống như những gì mà bất động sản thì trầm lắng, mà cũng giống với những gì là thưa quý vị là bất động sản trầm lắng, là cũng như quý vị là cái tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công điện đường trường trạm là cũng chưa được thực sự cải thiện. Và thưa quý vị, như vậy trong ngắn hạn nếu chúng ta phục hồi được những ông lớn FDI Samsung hoặc chúng ta có chính sách tài khóa phản chu kỳ phù hợp như là ông Jonathan Pickers nói thì có lẽ đâu đấy sẽ tạm thời thoát khỏi khó khăn. Và ở đây thì câu chuyện liên quan đến chính sách tài khóa phản chu kỳ thì thưa quý vị là ở đây quan trọng nhất là đầu tư đúng chỗ, đúng điểm và với nguồn khả thi. Tôi xin có một gợi ý rất nhỏ thôi, tức là ở đây tốt nhất là chúng ta đầu tư xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, không phải tôi ở Hồ Chí Minh tôi nói như vậy, và đầu tư cơ sở tầng cao tầng thì sẽ giúp thành một vùng trọng điểm kinh tế phát triển. Hơn thế, nguồn rất đơn giản là hãy cho Hồ Chí Minh được giữ lại tỷ lệ ngân sách giống như Hà Nội, tức là tăng từ 21% lên 31%. Nghe rất nhỏ nhưng mà một năm thì Hồ Chí Minh đóng góp cho ngân sách là 500.000 tỷ, gần 500.000 tỷ. Như vậy 11% là khoảng tầm 55.000 tỷ, 2 tỷ đô, và với suất đầu tư là 190 tỷ một km thì cũng xây được khá nhiều đường cao tốc trong một năm. Và thưa quý vị, tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của ông Jonathan Pickert là chúng ta đã sử dụng quá nhiều chính sách tài khoá để chúng ta chính sách tiền tệ để chúng ta phục hồi kinh tế tổng cầu, mà chúng ta đã chậm trễ đâu đấy trong chính sách tài khoá phản chu kỳ để xử lý cái tình huống hiện nay. Và các nghiên cứu gần đây của chúng tôi quan sát và nghiên cứu thấy rằng cũng khá thú vị. Thứ nhất là cái quan sát về lợi nhuận của ngân hàng và khó khăn doanh nghiệp. Thì câu chuyện theo quy luật là lợi nhuận ngân hàng sẽ suy giảm chậm hơn, có độ trễ so với cả khó khăn doanh nghiệp. Tức đơn giản bởi vì khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, khó khăn xảy ra, thì mọi quốc gia không chỉ Việt Nam là đều tiến hành kéo dài kỳ hạn nợ, điều chỉnh nợ, tái cấu trúc nợ. Và như vậy tín dụng không giảm đột ngột. Và như vậy là cái nguồn thu từ tín dụng đâu đấy cũng không giảm mạnh. Hơn thế thì gần đây thì các nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam ứng dụng rất mạnh công nghệ 4.0. Thế nên cái nguồn thu từ dịch vụ thanh toán tăng rất mạnh. Ở Việt Nam thì cái nguồn thu này nó tăng đồng thuận cùng chiều với cả tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam sau đại dịch. Và như vậy, đúng quy luật là ngân hàng sẽ lợi nhuận bị giảm, có trễ so với cả kinh tế của doanh nghiệp khó khăn. Tuy nhiên, thời gian tới tôi nghĩ nó không đơn giản như vậy nữa. Chúng ta không thể nào mãi điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ, kéo dài thời gian trả nợ được. Và trong bối cảnh đặc biệt nữa là doanh nghiệp dường như đâu đó chưa tìm được giải pháp tối ưu để thoát khỏi khó khăn, thì lúc đấy là cả ngân hàng, doanh nghiệp đâu đấy sẽ rất khó khăn. Một nghiên cứu thứ hai của chúng tôi cũng khá thú vị, đấy là nghiên cứu về cái phát triển kinh tế, sự phát triển tài chính với cả ổn định kinh tế. Thì kết quả chúng tôi sử dụng là 43 quốc gia châu Á, dữ liệu từ 2010 đến 2020. Kết quả thì thưa quý vị đây là báo cáo quý vị, kết quả cho thấy là nếu chúng ta thấy rằng nợ xấu của ngành ngân hàng các quốc gia châu Á mà tăng lên thì chắc chắn là cô lệch chuẩn sẽ tăng, tức là bất ổn nhiều hơn. Và một cái thú vị ở đây là xác suất xảy ra là 68,85%
Trong khi đấy, thưa quý vị, là tín dụng đầu tư cho khu vực tư nhân mà gia tăng, đâu đấy cũng sẽ làm cho kinh tế ổn định hơn, vì lợi chuẩn giảm đi nhưng xác suất chỉ 50-50 thôi. Thành ra đây cũng là một hàm ý khá thú vị. Hơn đấy, chúng tôi nghiên cứu cái mối quan hệ giữa giá dầu với cả tỷ lệ đòn bẩy, thì kết quả của tất cả các doanh nghiệp trên HOSE, loại trừ các doanh nghiệp liên quan đến tài chính ngân hàng và HRX, từ năm 2009-2022, kết quả là thấy là cứ khi nào giá dầu biến động thì các doanh nghiệp sẽ có xu hướng là giảm vay nợ để giảm rủi ro tín dụng. Và như vậy là câu chuyện là cũng khá trùng hợp với cả các nghiên cứu trước đây của chúng tôi, các tiến giả trước. Ở đây với ba cái quan sát nghiên cứu vừa xong, cộng với cả thưa quý vị là bối cảnh lạm phát thì rõ ràng là diễn biến có phức tạp. Thưa quý vị, gần đây nhất thì báo cáo của Bộ Công Thương cách đây một tuần thì có phân tích là sau khi chúng ta giảm rất mạnh giá xăng dầu từ 29-39% trong 6 tháng đầu năm, thì đâu đấy là khả năng trong 6 tháng cuối năm sẽ tăng nhẹ trở lại, và khả năng là xăng lên 23-25 nghìn là có thể ra. Hơn thế thì đặc biệt thưa quý vị là giá mặt hàng một số mặt hàng nhà nước quản lý đâu đấy đã kìm giữ suốt 4 năm rồi, thì chúng ta phải để cho nó phản ánh đúng quy luật thị trường, nó sẽ phải tăng thôi. Và chúng ta đã có một cái case study khá thú vị vào năm 2016. Khi năm 2015 chúng ta kìm giá y tế, để đến 2016 thì lạm phát của 2016 là 4,74%, thì y tế đâu đấy chiếm khoảng 2,75. Tức là chúng ta thấy rằng là mình cứ kìm giữ thì dẫn đến là tiếp tục tăng rất là mạnh trong và ảnh hưởng rất nhiều đến lạm phát tổng thể. Ngoài ra thì qua bài trình bày của ông Pickert thì rất rõ là chúng ta thấy rằng là BOE, tức là Ngân hàng Trung ương Anh Quốc, thì đã tăng lãi suất lên mức cao nhất 15 năm. Ngân hàng Trung ương Mỹ thì sau phiên họp mà rất vui vẻ, bình ổn tháng 6 thì dự kiến là có 2 phiên nữa tăng vào sáu tháng cuối năm. Như vậy là xu thế tiền tệ thắt chặt vẫn được duy trì. Và đâu đấy thì diễn biến lạm phát sẽ còn rất phức tạp. Bối cảnh như vậy thì rõ ràng câu chuyện là dư địa của tiền tệ sẽ ít hơn rất nhiều so với dư địa chính sách tài khoá phạt chu kỳ. Và câu chuyện là thưa quý vị, ở đây như vậy thì chính sách tiền tệ nên như thế nào? Ở đây thì anh có rất nhiều trình bày, nhưng tôi nghĩ chính sách tiền tệ thì nên hướng đến ba nội dung. Một là phải ổn định được hệ thống ngân hàng, đây là rất quan trọng như nghiên cứu chúng tôi chỉ ra, vấn đề nợ xấu. Cái thứ hai quan trọng hơn đấy là lãi suất phải để nó phù hợp với cả rủi ro của doanh nghiệp vay vốn, và ngoại trừ những cái trường hợp lĩnh vực ưu tiên của mình như là sự nghiệp xuất khẩu hay là doanh nghiệp nhỏ vừa dùng công nghệ cao, còn lại phải để lãi suất phù hợp với rủi ro của doanh nghiệp vay vốn. Điều này phải chấp nhận, đấy chính là thị trường. Cái thứ ba tôi nghĩ quan trọng nhất đấy chính là Ngân hàng Trung ương sẽ phải tiếp tục tiếp nối thành công ổn định tỷ giá của năm 2022, vì tôi nghĩ thời điểm này ổn định giá là điểm cơ bản nhất để tránh nhập khẩu lạm phát và tạo ra một nền tảng vĩ mô ổn định. Nó sẽ tạo ra hai hệ quả: chúng ta sẽ tạo ra một hình ảnh vĩ mô ổn định để kích thích thu hút được các FDI lớn, biết đâu lại có những FDI lớn giống như Samsung đã từng ở Việt Nam cách đây 15 năm ở FDI về ngành điện, về chuyển đổi số gì đó, thì sẽ lại thúc đẩy chúng ta phát triển. Cái thứ hai, ổn định lạm phát, ổn định tỷ giá, nó tạo ra cái cơ sở nền tảng cho các dự án công, vì dự án là dài hạn, phải đảm bảo là lạm phát thấp ổn định trong thời gian dài, thì tỷ giá là yếu tố quyết định cái này, và chúng ta sẽ có cơ sở để bình tĩnh ngắm nhìn và trầm lắng để đầu tư dài hạn hơn. Vì khi kinh tế tăng trưởng rất mạnh, chúng ta sẽ không có thời gian để làm điều đấy. Lúc này là cơ hội rất tốt, cơ hội vàng để đầu tư điện, đường, trường, trạm, tài sản công, đầu tư ở các khu vực giao thông. Và quan điểm rất rõ ràng của tôi cũng nhóm nghiên cứu đặc quan Hồ Chí Minh, đấy là có lẽ cái mục tiêu tăng trưởng 6,5% ở 2023 thì quý 3 đâu đấy phải là 7,4, quý 4 phải là 10,3. Nhiệm vụ này tôi nghĩ đầy thách thức, đầy khó khăn, và có lẽ dần dần chúng ta sẽ phải quen với khái niệm là tăng trưởng thấp ổn định. Từ này dùng thì rất nhạy cảm, tôi nghĩ là dùng từ như anh Lâm chia sẻ với tôi rất hay, là tăng trưởng phù hợp nhất với điều kiện thực tế, trừ khi hoặc là ngoại trừ chúng ta có những giải pháp đột phá kiệt xuất đặc biệt để đưa kinh tế chúng ta tăng trưởng cao trở lại như ngày xưa. Và tôi nghĩ rằng là thưa quý vị, là ở hội nghị này thì rất là cảm ơn ban tổ chức Trình Chú Dân và tạp chí Y tế đã quy tụ được trí tuệ của các nhà khoa học, các nhà lập chính sách, các policy maker, các nhà doanh nghiệp, các nhà báo. Bốn nhà này tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội dư địa để tạo ra các chính sách, các giải pháp đột xuất, đột biến để có thể thay đổi được cục diện. Và chúng ta sẽ không phải có thói quen là kinh tế tăng trưởng
thực sự phải phù hợp với điều kiện thực tế mà sẽ nhanh hơn thực tế. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chúc sức khỏe quý vị, chúc phát triển. Cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe bài báo cáo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Và ngay tiếp sau đây, chúng ta sẽ được lắng nghe bài báo cáo thứ tư về chủ đề phát triển kinh tế toàn cầu trong nước, phát triển kinh tế toàn cầu và trong nước, hàm ý chính sách đối với Việt Nam. Bài báo cáo được trình bày bởi bà Dosati Marani, chuyên gia kinh tế cao cấp Ngân hàng Thế giới. Trân trọng kính mời bà. Good morning, everyone, and thank you very much for this opportunity to be here today and talk to you. I appreciate that I'm standing between you and your coffee break, so I will try to be concise. Hopefully that will help. So let us just quickly go over. There's many points that have been raised already by my esteemed colleagues who presented before me that, you know, I agree also. So let's just try to move ahead quickly and get to the points quickly. So we discussed the fact that the world economy is expected to slow down both this year and next year. Most importantly, what we look at is to look at the US, EU, and more than likely China, where we agree totally that the chances of China's rebound being straightforward and strong has dimmed. So we don't expect a major rebound that we had expected earlier on in the season. This is from our global economic prospect that came out as of early June. So we also agree that there is a lot of risk in this world. You know, there's a myriad of risks that all countries, developing countries face, but also Vietnam faces. You know, more than likely, the one thing that Vietnam doesn't face is the middle one, which is related to energy and food insecurity. But pretty much everything else in this table, Vietnam in one way or another could be exposed to and could be impacted by. Of course, Vietnam has shown a lot of resilience in its economy and and dealing with crises in the past few years, so that has certainly a very positive and strong point for Vietnam. You know, more importantly, I think, going forward, you know, just go through quickly what we already agree with, which is we've had two sluggish quarters of growth. That's very obvious, we all agree on it. Now, the dynamics of growth are not the same as what we saw during COVID and what we saw during the oil price crisis, that, you know, a commodity price increase of last year, right? This is a different shock. And because of that, it has potentially different impacts on the economy. Now, the demand the slowdown is demand induced. It's very clear with the slowdown of exports, of demand in the external, you know, in your major markets, the demand is the reason why we're seeing this this shock. There is sharp contractions in exports and imports, as you can see, right? And that has had knock-on effect on your private sector investment and on your private sector consumption. This is basically looking at what's happening on the external sector. A lot of talk has been made about this, so we all obviously see the sharp drop in exports and imports. The interesting point, though, I just want to give you some hope, is that it seems like the drop in export is bottoming out. So that's something to consider, though we don't expect a major recovery of the global economy in the next half of the year and into actually 2024. It will be a moderate pickup, potentially in the end of this year, but also next year, but we don't expect to see a major boost and boom. What is also very interesting here in this graph is basically it's capturing how dependent the Vietnam's economy is on exports, right? And I think that is a really telling story as why is it that we see so much of the impact on your manufacturing sector right now, showing that Vietnam is basically only second to Singapore in export-oriented activity account, you know, closing to basically half of the value added in Vietnam. So
Then we look at the domestic market. We look at the slowdown and the rising uncertainty that is basically weighing on the domestic demand. And we have investment, private investment especially, has fallen sharply, as you can see in that graph. And that is worrisome, of course. And the second, of course, is the fact that retail sale, which we use as proxy for private consumption. So what I think is very interesting is not only has the growth of retail slowed, which we had expected normalization after the big boom that we saw post-COVID, but we're seeing right now is actually that it's actually going below what has been traditional pre-COVID growth rates, right? And that is basically the impact that you're seeing in when we talk about slowdown in domestic demand and slowdown domestic consumption. Now, what does it mean? We think that growth, given the reality of what is happening, the external demand shock, etc., the growth dynamics for having a very high growth rate obviously is not there this year, and also potentially not next year. This basically underscores strong curves for policy support, obviously. So our current working projections is that growth will be less than 5%. We're working on the details still, but we don't see the dynamics of growth that would push the economy to 6 or 6.5 that we had hoped to see earlier on in the year. For next year, we basically think growth is going to be around 5.5-6%, again, because of the fact that the global economy is not expected to recover very strongly next year. It's going to be a modest recovery. Now, our projections for second half of the year are that there was obviously global slowdown in 2023, some pickup. There will be some pickup in exports, given the fact that it's a very low base right now, especially in Q4. We expect some fiscal policy support, and the fact that monetary policy will remain basically accommodative, as we have seen. We expect the bottoming out of the financial consumption and slight recovery of the private investment in line with what we would see potentially in export recovery, a slight recovery. 2024 is basically the same story. We see a bit of a pickup in international growth, some firming up of exports, reflected in moderate recovery in private investment, and continued fiscal policy and monetary policy to remain responsive to the environment. Now, this is not a very happy picture. We would wanted to see a much more stronger growth for Vietnam, but we think about what to do. I think I agree with a lot of my colleagues that have already mentioned that, fiscal policy is really the way to go. Because you have basically two instruments in there. You have three instruments. You have taxation, you have public investment, and you have social protection, right? That's it. And I think the message in public investment is not enough is being done. What we see is that there has been an increase compared to last year's budget of approximately 2% of GDP, which was part of the national support program that was launched in 2022, in January of 2022. By the National Assembly. That investment is now supposedly coming into effect, right? But that is really not that substantive in many ways. Secondly, we know that investment has a lot of implementation issues, right? And we see that with the fact that only 28% of the public investment budget has been rolled out as of end of June, right? That signals that you're gonna have that there's difficulties in rolling out projects, right? In a sense, I think it's important to consider the following thing. Is, how can you accelerate disbursement of public investment, even if it is what it is at this point? We have additional public investment that has been provided. How do you make sure that is, rolled out? One of the major issues that we've seen is the procedures and processes in approving projects and rolling out projects.
And one of the other issues that we have seen is the fact that, you know, if you have a nationally critical or regionally critical project, if you distribute them around six provinces, nothing is going to be done for 3 years. Why? Because they have to agree with each other. This process of coordination is actually much better done if you have a regional projects and regional coordination of critical infrastructure projects that would help speed up the investment to help support aggregate demand in the shorter run, but also put in place backbone infrastructure for improving your economic growth potential in the longer run, right? So coming to this regional, agreeing to this regional approach will help tremendously. It will hopefully help remove some of these barriers in procedures and processes, right? The second thing to consider is that you now have a national spatial development strategy, which talks about focusing the investments and focusing them in critical areas where development can have spillover effects. It can have a lot of additional benefits for, you know, industries. You could attract industries, create more jobs. So potentially consider that this, public investment budget that you have, how would you like to spend it, and how much do you want to focus it? Finally, there's the issue of absorption capacity. I appreciate that the government is very interested in pushing out the budget that they have planned, and I appreciate the effort they're putting in, and obviously they're putting a lot of effort. We have to also consider how much individual provinces can absorb, right? So again, we go back to this approach of, you know, should it not be better to do a more coordinated, integrated regional approaches to help move major projects forward? So, I think what I want to say of one final thing, I will not go into the taxation issues because I think some discussions has been made, but I want to actually highlight and underscore the social protection system in the country does definitely need to be modernized and improved. In a modern developed country, which you are hopefully going to be reaching soon, you need to have a system of fiscal policy that, as Jonathan mentioned, is countercyclical. Where you have a crisis, you have this expanded social protection system that comes to the aid of the public, which in that sense provide cash to the public to spend. So you're actually supporting your aggregate demand, right? You're actually nationally supporting your aggregate demand by providing revenue and resources to the people who have been impacted, right? And that helps the overall economy. And once the crisis ends, you kind of retract it, right? That's a very important tool for an upcoming and modern economy to have going forward. You see that happening in all of the developed countries. You know, you see it in the US, you see it in Europe, you see it in Australia, anywhere, because they understand this power of counter-cyclical fiscal policy, right? I just want to also point out on the monetary policy. I think the monetary policy in an environment where you have a demand shock has limited effectiveness, right? Monetary space has been used, and I appreciate what the Central Bank of Vietnam has tried to do in responding to the situation, but we know that monetary space is constrained, and there's transmission. The transmission instrument is weak, channel is weak. So the reason why you don't see credit demand being weak is because there's no demand for it, right? It's not that there's no supply available, right? So, but just by adding supply doesn't necessarily fix your problem on the demand side. I think it's important then, therefore, to consider very carefully if you want to have measures to boost credit growth, and likely, they're not going to be as effective, and they could be riskier because of two reasons. You know, while Vietnam has been reducing its interest rates four times since March, global rates are going up. The US, EU, everybody is increasing the interest rates. So you have this, differential of interest rate being created. And that could put actually pressure on the exchange rates of the Vietnam, on the financial sector of Vietnam. You could have
attempts at outflow of capital, right, that are seeking higher revenue. So you need to balance this desire to cut interest rates to provide funds to the private sector, because that, I don't think the issue at this stage is the rate. I think the issue is that they don't have any orders for which to borrow money to build something, right? So keep that in mind. I think given the time limit, I just want to point out to a couple of things on the financial sector and then hopefully wrap it up. I think we appreciate that the government has tried to respond to the current crisis. We know the elements that have been in place. You know, there's the easing of liquidity constraint, interest rate reduction, forbearance, restructuring, guidance. But we also are worried about non-performing loan increases. We're worried about the maturity mismatch between lending and borrowing timelines and rates, and therefore the bank balance sheets, right? We think there's it's very important to build up the financial sector in this country, to develop it much further by building the capital adequacy ratio, by strengthening the institutional framework for supervision for the SPV, by strengthening bank resolution framework. And you have two laws already that are being discussed, the law on credit institution and the law on state bank, which could address a lot of these concerns and issues and set up the economy for a much more stronger financial sector framework that will then support your economic growth ambition. I'm not going to talk about this for now because I think a lot of us agree. One thing I wanted to bring up because it's close to my heart, and this is about what else can you do, right? There's two things. On trade, which I've been a trade economist before I was a macroeconomist, I wonder if looking at diversifying your products and diversifying your markets would not be a way for building up export resilience, right? I think there has been very great success in FDI coming in and directing their exports to US, to Europe, to China. I wonder if there's room for the government to think about this, that maybe diversifying the base of products they export, the private sector exports, and their clients could help them with these kind of shocks going forward. The second thing I want to talk about is a little bit on the services sector. The services sector is a very large contributor to your economic growth. I know that there is this very important focus on FDI into manufacturing and industrialization. But services sector, if reformed, if liberalized further, for example, in telecommunication, in banking, in transport, can not only grow by itself and provide jobs and value addition, but also can feed into your industrial sector and make it more productive and capture more value addition of the manufacturing in the country. So having said that and knowing that I'm keeping you from your coffee, I will stop here. Thank you very much for the opportunity and wishing you a very good day. Thanks. Kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với báo cáo số 5, tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tổng cầu trong bối cảnh mới. Bài trình bày bởi Thạc sĩ Trần Thanh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trân trọng kính mời. Về chính sách tiền tệ thì như chúng ta đã biết thì lãi suất điều hành thì đã giảm 4 lần nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Đồng thời thì Ngân hàng Nhà nước thì cũng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo cái thông tư số 02 của Ngân hàng Nhà nước. Thế rồi là nới lỏng một số điều kiện về cho vay đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo thông tư số 03 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời thì chúng ta cũng đã tiến hành triển khai cái gói tín dụng 120.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Về chính sách tài khóa thì chúng ta đã tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, miễn giảm thuế, phí, lệ phí theo các nghị định số 12, 36 và 41 của Chính phủ, đã xây dựng và trình Quốc hội thông qua các chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng
và sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023 theo nghị quyết số 101 của Quốc hội. Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì cũng đã tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, xử lý vướng mắc trong các ngành, trong các lĩnh vực về bất động sản, đầu tư, môi trường, y tế, đăng kiểm, phòng cháy, chữa cháy, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, tăng cường xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư. Và chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã thành lập 5 tổ công tác kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Về tiến độ quy hoạch thì cũng đã được đẩy nhanh và đã công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 21-30 và tầm nhìn đến 2050. Và Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã phê duyệt quy hoạch điện 8 và cũng góp phần là khơi thông cái nguồn lực đối với các dự án năng lượng điện tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng. Thì những cái giải pháp và chính sách trên thì cũng đã được chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời để có thể sớm đi vào cuộc sống, mang đến những dấu hiệu tích cực hơn trong quý 2. Về công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì tiếp tục được chú trọng. Các vấn đề tồn đọng của doanh nghiệp, ngân hàng, dự án đầu tư, vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, y tế thì được tập trung xử lý, tháo gỡ và bước đầu cũng đã có những cái chuyển biến tích cực. Và đặc biệt thì chúng ta đã khởi công và đưa vào khai thác sử dụng nhiều công trình, dự án chiến lược quan trọng quốc gia. Thế về hoạt động sản xuất kinh doanh thì cũng gặp hết sức là nhiều khó khăn. Sức sống chịu của doanh nghiệp thì đã bị bào mòn qua cái đại dịch Covid-19, đến nay thì lại phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Các thách thức lớn hiện nay của doanh nghiệp thì là lớn nhất là thị trường, và sau đó là dòng tiền, và một phần nữa là về thủ tục hành chính trong giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. Thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì cũng đã được Chính phủ giao nhiệm vụ là xây dựng cái nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương. Và Bộ Kế hoạch Đầu tư thì cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nghị quyết, thì trong đó tập trung vào một số cái nhiệm vụ giải pháp lớn, thì trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô. Thứ hai là tiếp tục thực hiện những cái chính sách tiền tệ nó phù hợp với diễn biến và tình hình của nền kinh tế. Thứ ba là tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước cũng như là cái khu vực doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời với những cái giải pháp đó thì chúng ta cũng phải tiếp tục tích cực thu hút vốn FDI gắn với quá trình chuyển giao công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Giải pháp tiếp theo là chúng ta vẫn phải tiếp tục những cái nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thế rồi là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ rào cản, xây dựng thể chế cho phát triển các mô hình kinh tế mới, đặc biệt là kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, và kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, không ban hành những cái chính sách mà làm phát sinh ra những cái thủ tục mới mà không cần thiết. Và cuối cùng là vẫn cần thiết là phải siết chặt kỷ luật kỷ cương và nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành, khắc phục tình trạng đùn đẩy né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc, sớm hoàn thiện các quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, và có cơ chế chính sách xử lý các trường hợp cán bộ đùn đẩy né tránh sợ trách nhiệm. Thì vừa rồi thì tôi cũng đã trình bày cái báo cáo về những cái kết quả đạt được trong các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế trong 6 tháng cũng như là một số cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Xin cảm ơn ạ. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe phần báo cáo cuối cùng. Và ngay sau đây, trước khi sang với phần thảo luận bàn tròn, chúng tôi xin mời các quý vị cùng hướng mắt lên màn hình để theo dõi một đoạn video clip ngắn đề dẫn vào nội dung thảo luận. Trân trọng kính mời. Cuộc khủng hoảng đa tầng đã đẩy nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy giảm trên diện rộng. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đi kèm với lợi thế là mức độ tổn thương và chịu tác động phụ thuộc cũng rất lớn. Các khu vực doanh nghiệp đang oằn mình tìm mọi cách để duy trì hoạt động, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, cố gắng vượt qua khó khăn. Với sự kiên định và niềm tin, thị trường sẽ dần tốt lên. Tổng công ty May 10 là đơn vị chủ lực và đóng góp khá lớn trong kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam.
trong bối cảnh sụt giảm mạnh đơn đặt hàng từ 3 thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Liên minh châu Âu EU, Nhật Bản. Đơn vị này đã phải nỗ lực bằng mọi cách để tìm kiếm các thị trường mới. Thì chúng tôi tập trung vào tìm kiếm và đẩy mạnh những cái thị trường mới, ví dụ như là thị trường Hàn Quốc, thị trường Úc, thị trường Canada. Thậm chí trong giai đoạn vừa rồi thì cũng là lần đầu tiên May 10 của chúng tôi đang có một số khách hàng. Mặc dù cái lượng đặt hàng thì khó so sánh được với cái quy mô của thị trường Mỹ và thị trường châu Âu, nhưng mà chúng tôi vẫn đang nhận hàng. Đó chính là chúng tôi đang sản xuất cho một cái số cái thương hiệu của các khách hàng ở Thái Lan và Philippines. Thì đây cũng là một cái điểm mới của May 10 đối với các cái thị trường xuất khẩu. Có nghĩa là chúng tôi sẽ tìm mọi biện pháp nỗ lực để đa dạng hóa thêm những cái khách hàng xuất khẩu trên toàn cầu. Còn đây là một doanh nghiệp ngành gỗ. Các sản phẩm từ gỗ cũng là một ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng trong tình trạng các thị trường lớn giảm sâu, người dân thắt chặt chi tiêu, những sản phẩm không thiết yếu như đồ gỗ thường bị hạn chế mua sắm. Doanh nghiệp này vì thế đã chuyển từ gỗ ván ép sang làm dao, thìa, dĩa gỗ. Tuy nhiên, số đơn đặt hàng cũng chưa được như kỳ vọng. Doanh nghiệp đang hy vọng đến cuối năm, khi các quy định cấm đồ nhựa dùng một lần chính thức có hiệu lực, đơn hàng sẽ nhiều hơn. Nếu không có cái sự chuẩn bị này, không có cái việc đổi mới trong cái sản phẩm, đổi mới trong cái thị trường hoặc là đưa ra các sản phẩm mới, sự biến động của thị trường nó xảy ra, chúng ta không phản ứng kịp và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái sự tồn tại hoặc là phát triển của doanh nghiệp. Trong bối cảnh các nền kinh tế đều gặp khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, thì sự cạnh tranh về giá của các sản phẩm hàng hóa lại đang trở thành năng lực cạnh tranh hàng đầu của doanh nghiệp, của ngành hàng và của quốc gia xuất khẩu. Các doanh nghiệp đang cố gắng tìm mọi cách để giảm chi phí sản xuất. Song giải bài toán này cũng không hề dễ. Các khách hàng hiện nay chúng tôi, họ sang chúng tôi họ nói luôn là giá của May 10 hiện nay nó đang cao hơn khoảng 3 đến 40% so với cùng một chủng loại sản phẩm mà chúng tôi mua ở các nước như là Bangladesh và Myanmar. Thì điều này nó là cạnh tranh của ngành, cạnh tranh của May 10, cạnh tranh của ngành và cạnh tranh của lợi thế cạnh tranh của cả một quốc gia. Theo đánh giá của một số chuyên gia quốc tế, chi phí sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam hiện ở mức cao và chi phí cho người lao động cũng khá cao. Mặc dù lương người lao động thực tế không được tăng lên bao nhiêu, tuy nhiên chi phí cho người lao động từ phía doanh nghiệp cũng là mức chi khá lớn. Các doanh nghiệp hiện giờ đang phải đóng 1/3 cái chi phí lương là doanh nghiệp phải gánh chịu, nó đến 30% phải đóng vào cái bảo hiểm, vào cái bảo hiểm xã hội, nó quá lớn. Và đây là cái mức mà cao gần như nhất trong khu vực, chúng ta chỉ sau Trung Quốc thôi. Còn các nước lân cận Malaysia là thấp nhất, chỉ có 18%. Thế rồi Thái Lan, rồi các nước xung quanh đều là ở mức thấp, Thái Lan có 12%. Thế thì nếu mà chúng ta không xem xét cái hạng mục này thì rõ ràng doanh nghiệp Việt rất kém sức cạnh tranh. Và cũng có thể thấy là một số đơn hàng là dục dịch của các ông lớn công nghệ là chuyển sang các cái nước lân cận, nơi mà có giá lao động rẻ hơn. Trước những vấn đề khó khăn và thách thức của các khu vực kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, nhiều ý kiến chuyên gia đã tiếp tục kiến nghị cần quyết liệt giảm thiểu các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tạo động lực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Chúng tôi mong tiếp tục có những giải pháp mạnh mẽ và dài hạn hơn về thể chế. Những cái quy định pháp luật, những cái thủ tục hành chính hiện tại đang trì hoãn, đang gây ra những cái chi phí rất là lớn và giảm thiểu cái tính cạnh tranh. Các ngành hàng và doanh nghiệp xuất khẩu từ Việt Nam sang các thị trường lớn, đặc biệt là châu Âu, còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn ngày một cao hơn của chuỗi cung ứng liên quan đến phát triển bền vững. Đây cũng là một thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam. Như quy định về thẩm định về chuỗi cung ứng chẳng hạn, hay là những quy định về carbon và đặc biệt là quy định mới về chống phá rừng chẳng hạn, thì nó ảnh hưởng nhiều đến ngành nghề, các nhóm ngành nghề của Việt Nam, kể cả dệt may, da giày, thủy sản hay là những cái mặt hàng thế mạnh khác của Việt Nam. Và như vậy là trong thời gian tới chúng tôi cho rằng là chính phủ cần phải có những cái khung chính sách hoặc là những cái chương trình để có thể hỗ trợ nâng cao năng lực và hiểu biết cho các hiệp hội ngành hàng cũng như là cho doanh nghiệp Việt Nam để có thể bắt kịp được cái xu thế đấy. Về tổng cầu trong nước, mặc dù đã có sự cải thiện và tăng trưởng về chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, hiệu quả của việc giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua cũng đã tạo động lực tăng trưởng cho các lĩnh vực của nền kinh tế, tiêu biểu như khu vực công nghiệp, xây dựng. Các chính sách tiền tệ kết hợp với chính sách tài khoá cũng đang thẩm thấu và phát huy tác dụng. Tuy nhiên, để cải thiện và kích thích tổng cầu trong nước cũng như tạo động lực cho hoạt động đầu tư, nhất là đầu tư tư nhân và phát triển thương mại nội địa nửa cuối năm 2023 và năm 2024, rất cần khơi thông và phát triển các thị trường bất động sản, chứng khoán, trái phiếu. Trước hết, việc là cái rà soát lại những cái ngành mà ảnh hưởng lớn đối với cái tổng cầu,
trong đó thị trường bất động sản là một trong những vấn đề đặt ra mà kìm hãm trong cái quá trình phát triển chung, thì phải có những chính sách tạo cái động lực để phát triển, thì còn cái chính sách sát hơn, đặc biệt chính sách tín dụng và ngân hàng để cho thị trường bất động sản phục hồi trở lại thì sẽ đảm bảo sự góp phần tăng trưởng của cái tổng cầu Việt Nam trong năm 2023. Trước hàng loạt những thách thức của nền kinh tế toàn cầu của Việt Nam và thấu hiểu khó khăn của các cộng đồng doanh nghiệp, tại cuộc họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023, nhìn lại kết quả hoạt động của nền kinh tế 6 tháng đầu năm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh tập trung tháo gỡ khó khăn, khắc phục ngay tình trạng sản xuất kinh doanh trì trệ, khôi phục và tìm kiếm thị trường, đơn hàng mới, yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương phải chủ động rà soát, có biện pháp hành động cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư một cách kịp thời, thiết thực và hiệu quả. Đây chính là mệnh lệnh, cũng là tinh thần đồng hành và tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng xung kích nhất của nền kinh tế, vượt qua khó khăn, chủ động ứng phó với các thách thức, kiên định và bền bỉ kiến tạo các giá trị phát triển bền vững. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời các quý vị đại biểu sẽ cùng đồng chủ trì cho phần thảo luận bàn tròn. Sau đây, trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội, phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Trân trọng kính mời tiến sĩ Chử Văn Lâm, tổng biên tập tạp chí Kinh tế Việt Nam VN Economy. Trân trọng kính mời tiến sĩ Lê Du Bình, giám đốc Economica Việt Nam sẽ cùng lên đồng chủ trì phần thảo luận bàn tròn. Trân trọng kính mời. Thì cùng với lại cái phần mà điều khiển phiên thảo luận của chúng tôi thì tôi xin giới thiệu có giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường và tiến sĩ Chử Văn Lâm sẽ cùng chúng tôi để có thể là làm thế nào đó để chúng ta đặt những câu hỏi mà nó phù hợp với lại cái nội dung của cái phần thảo luận và tiếp đó là những cái phần trả lời của quý vị. Thì thưa các quý vị, thì cái nội dung của cái phần tọa đàm của chúng ta ở trong cái buổi ngày hôm nay, cái chủ đề chính đó là cái phục hồi tổng cầu. Đây là cái nội dung mà ban tổ chức đã đặt ra trong cái bối cảnh rất là khó khăn của nền kinh tế hiện nay, thì và rất nhiều những vấn đề bộn bề những cái khó khăn của nền kinh tế, thì ban tổ chức đã lựa chọn một cái chủ đề đó là phục hồi tổng cầu. Thì như thưa các quý vị, thì hơn bao giờ hết trong cái thời điểm hiện nay, cái mối liên hệ giữa tổng cầu và tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thu nhập và an sinh của người lao động đã được thể hiện rất là rõ nét, đặc biệt là trong cái bối cảnh của nền kinh tế trong năm 2022 hiện nay. Trong cái bối cảnh mà chúng ta thấy rằng là kinh tế vĩ mô tương đối là ổn định, sức khỏe của hệ thống ngân hàng, của hệ thống tài chính vẫn được duy trì một cách tương đối là vững mạnh, năng lực sản xuất của khu vực doanh nghiệp vẫn được duy trì. Chúng ta thấy rằng là một số phóng sự cho chúng ta thấy của May 10, của doanh nghiệp như Kẻo Gỗ, rất nhiều những doanh nghiệp khác thì cho thấy rằng cái họ vẫn duy trì được cái năng lực sản xuất và thậm chí họ sẵn sàng mở rộng đầu tư trong khi cái nếu như cái điều kiện của thị trường cho phép và cái môi trường kinh doanh của chúng ta vẫn đang có những cái nỗ lực được cải thiện cơ sở hạ tầng để nhằm hỗ trợ cho cái năng lực sản xuất. Chúng ta thấy rằng có cái sự thay đổi thay ra đổi thịt từng ngày từng tháng, những cái nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định với những cái năng lực mà sản xuất khá vững mạnh này rất đáng tiếc là nó chưa được chuyển hóa, chưa đủ để có thể nền kinh tế quay trở lại cái quỹ đạo tăng trưởng cao theo cái mục tiêu mà Quốc hội cũng như Chính phủ đặt ra và mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân của chúng ta mong muốn. Cái cản ngại lớn nhất cho cái việc phát huy cái tiềm năng sản xuất, cung ứng dịch vụ này của nền kinh tế đó chính là cái cầu đối với hàng hóa, cầu đối với dịch vụ mà do nền kinh tế của chúng ta sản xuất và cung ứng. Và bởi chính các doanh nghiệp và các cơ sở kinh tế của các hộ kinh doanh cá thể của người dân của chúng ta. Và những cái điều kiện này, cái sức cầu này nó chưa đủ mạnh để chuyển hóa cái năng lực sản xuất này thành những cái tốc độ tăng trưởng kinh tế như chúng ta mong muốn. Như vậy, thực trạng hiện nay của nền kinh tế cho thấy rằng là cái việc khôi phục tổng cầu, phát triển cầu một cách bền vững sẽ là chìa khóa để đưa nền kinh tế quay trở lại cái tốc độ tăng trưởng ít nhất là trong ngắn hạn. Thực trạng và trong bối cảnh hiện nay của nền kinh tế cũng là cơ hội để chúng ta có thể cùng nhìn nhận, cùng đánh giá lại về cái định hướng của chúng ta về cái tổng cầu của nền kinh tế như thế nào. Những bài phát biểu trước đây của chúng ta cho thấy rằng là có rất nhiều những cái hạn chế về tổng cầu của nền kinh tế cần phải được khắc phục để làm thế nào đó nền kinh tế của chúng ta được tái cấu trúc lại, làm thế nào đó để kinh tế của chúng ta có cái động lực phát triển không chỉ cho những cái mục tiêu ngắn hạn mà cho cái mục tiêu chung và dài hạn. Cái điều này nó sẽ đưa ra một số những chỉ dấu để cho hoạt động sản xuất của nền kinh tế, hoạt động tái cấu trúc của nền kinh tế sẽ tiếp tục được thực hiện và từ đó làm cái nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế một cách bền vững. Chúng ta sẽ tăng cường hội nhập kinh tế nhưng cũng cần củng cố cái cầu ở trong nước, cần phải củng cố cái tính độc lập,
tự chủ, tự cường trong trung và dài hạn. Tổng cầu của nền kinh tế của chúng ta như chúng ta đã biết thì được định hình bởi bốn cái cấu phần chính, giống như là cái bài phát biểu của các chuyên gia trước đây đã đề cập. Thứ nhất đó là cái tiêu dùng của người dân và của hộ gia đình. Thứ hai đó là chi tiêu của chính phủ. Thứ ba đó là đầu tư của khu vực doanh nghiệp, của các hộ gia đình và của các cơ sở kinh tế trong nền kinh tế. Và cái cuối cùng đó là từ cái hoạt động xuất nhập khẩu, và cụ thể đó là cái net export, tức là cái phần thặng dư thương mại. Cái buổi tọa đàm ngày hôm nay của chúng ta sẽ tập trung thảo luận về cái thực trạng, về các yếu tố khác nhau, các cấu phần khác nhau của tổng cầu của nền kinh tế hiện nay, và cái biện pháp mà chúng ta sẽ khôi phục cái tổng cầu trong ngắn hạn như thế nào, và đặc biệt những câu hỏi đặt ra đó là cái định hướng mà chúng ta sẽ phải tái cấu trúc lại tổng cầu của nền kinh tế ra sao, làm cái nền tảng cho sự phát triển bền vững, tự lập, tự cường của nền kinh tế trong trung hạn. Sau đây thì chúng ta sẽ lần lượt lắng nghe những ý kiến về những vấn đề này từ những góc độ của các chuyên gia, của các nhà quản lý, của các hiệp hội doanh nghiệp, của đại diện của các cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia và các tổ chức quốc tế về nội dung này. Để trước khi chúng ta bắt vào cái phần tọa đàm thì chúng tôi xin mời một số những cái câu hỏi của một số của ban tổ chức dành cho các chuyên gia. Và các chuyên gia, do cái thời lượng của chúng ta khá là hạn chế, chúng tôi rất mong là các chuyên gia sẽ giới hạn cái phần trả lời của mình không quá 3 phút. Như vậy thì để chúng ta dành thời gian để có nhiều cái ý kiến hơn được chia sẻ, và có những cái cơ hội để những đại biểu khác có thể chia sẻ ý kiến. Thế như vậy, về cái nội dung thứ nhất thì có lẽ là chúng tôi xin vào cái chủ đề đầu tiên, đó là cái phần về chi tiêu ở trong nước, tiêu dùng cuối cùng, đấy là chi tiêu của người dân và các hộ gia đình. Thưa các quý vị, thì chúng ta đã biết thì cái chi tiêu của người dân và các hộ gia đình là một cái cấu phần rất là quan trọng trong tổng cầu. Một trong những chỉ dấu rất là quan trọng cho chi tiêu của người dân và hộ gia đình trong đó là cái tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng hóa tiêu dùng. Trong năm 2022 thì cái tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng hóa tiêu dùng ở trong nước đã đạt được con số là 240 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số rất là đáng kể. Nếu so với cái tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2022 đó là khoảng 371 tỷ, thì con số này là tương đương khoảng 65%. Đáng chú ý là trong cái một số năm vừa qua thì chúng ta thấy rằng là trong khi xuất khẩu giảm tốc thì cái tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng tiêu dùng vẫn duy trì được mức độ tăng khá. Trung tuần tháng 4 vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng là nền kinh tế của chúng ta, đất nước chúng ta đã chào đón cư dân số 100 triệu. Đây cũng là người tiêu dùng số 100 triệu. Đây một cái cột mốc rất là quan trọng, chúng ta thấy rằng là đánh giá cái tầm quan trọng của cái tiêu dùng ở trong nước đối với nền kinh tế của chúng ta. Thế như vậy thì đối với cái câu hỏi đầu tiên chúng tôi, ban tổ chức xin được đặt ra trong với các vị chuyên gia là đối với tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, ông là nguyên cục trưởng của Tổng cục Thống kê, thì ông có thể chia sẻ cho tọa đàm của chúng ta được biết đó là cái ý nghĩa của tiêu dùng ở trong nước đối với nền kinh tế của chúng ta và đặc biệt trong bối cảnh hiện nay như thế nào, và trong thời gian tới thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp nào để phát huy cái vai trò của tổng cầu phát huy cái vai trò của tiêu dùng ở trong nước, của tiêu dùng cuối cùng ở trong nước, để chúng ta có thể đẩy mạnh được cái tổng cầu của trong nền kinh tế, và đâu là cái yếu tố quyết định để nâng cao vai trò của tiêu dùng ở trong nước nhằm đóng góp và khôi phục cho tổng cầu trong thời gian trước mắt, và đặc biệt là với cái tầm nhìn ở trong trung hạn và dài hạn. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm. Vâng, xin cảm ơn ban tổ chức. Về cái chủ đề mà tiến sĩ Lê Duy Bình có nêu thì tôi muốn trao đổi thế này. Trước hết là chúng ta cần đánh giá đúng cái thực trạng bức tranh kinh tế của Việt Nam. Và cái chủ đề hôm nay nó là khôi phục tổng cầu. Mà chúng ta biết cầu của nền kinh tế thì vừa rồi tiến sĩ Lê Duy Bình có nói là gồm có tiêu dùng cuối cùng của nhà nước và của dân cư, gồm có đầu tư và gồm có xuất khẩu. Thì cái tiêu dùng cuối cùng của nhà nước và dân cư đó thì được phản ánh qua hai cái chỉ tiêu. Tôi thiên vào cái chỉ tiêu là tiêu dùng cuối cùng mà được tính toán qua cái phương pháp sử dụng của GDP. Thì cái tiêu dùng cuối cùng này nó phản ánh thực tế người dân đã chi tiêu và chính phủ đã chi tiêu và đóng góp vào GDP. Chứ cái bức tranh về tổng mức bán lẻ nó cũng là phản ánh. Nhưng mà hiện nay cái số giữa tổng mức bán lẻ và cái tiêu dùng cuối cùng ấy là nó lệch nhau khá xa, làm cho tôi cũng khá băn khoăn về cái chuyện này. Cho nên chính vì vậy thì tôi mới đặt ra câu hỏi là chúng ta cần phải đánh giá đúng thực trạng bức tranh kinh tế Việt Nam đó là như thế nào. Thì về cái tiêu dùng cuối cùng đó thì tôi mới nêu con số thôi. Con số này là trong báo cáo tổng thống kê. Tất cả số liệu tôi đưa ra đây là từ báo cáo của tổng thống kê. Thì ta thấy là cái tiêu dùng cuối cùng của 6 tháng đầu năm 2023 tăng là 2,68%.
mức tăng thấp nhất so với năm 2000, tăng thấp hơn so với năm 2021 và 22. Tiêu dùng cuối cùng của năm 2021 là 3,56%, đây là số 6 tháng. Và của năm 2022 là năm ngoái đó là 6,6%, thì năm nay còn 2,68%. Thì thấy rằng là cái tổng cầu trong nước đang bị suy yếu rất mạnh. Và đây sẽ là cái gợi ý để cho chúng ta có những chính sách chúng ta kích thích. Và trong cái tổng cầu tiêu dùng cuối cùng này đó, thì chiếm đến trên 70% là chi tiêu của hộ gia đình. Hay nói cách khác là gia đình chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Cho nên sắp tới nếu mà chúng ta muốn kích cầu trong nước, thì chúng ta cần phải kích cầu để sao cho người dân người ta chi tiêu. Thì đấy là cái ý mà tôi muốn trao đổi về cái gọi là cái tổng cầu. Chứ còn cái số tổng mức bán lẻ tôi thấy là cũng tăng khá tốt. Nhưng mà tôi hơi hoang mang với cái con số tổng mức bán lẻ. Thực ra thì tổng mức bán lẻ tôi cũng có liệt kê cái số của thống kê ở đây đó. Là cứ bảo là tăng 10,9% là giá thực tế. Và nếu loại trừ yếu tố giá còn là 8,4%. 8,4% tổng mức bán lẻ, nhưng mà cũng số thống kê là con số là tiêu dùng cuối cùng có 2,68% thôi. Cho nên sắp tới chúng ta cần phải đánh giá đúng thực trạng về cái bức tranh kinh tế, đặc biệt cái tổng cầu tiêu dùng ở trong nước. Thì tiến sĩ Lê Duy Bình chỉ đề cập đến cái nội dung này, tôi cũng chỉ đề cập nội dung này, còn những nội dung khác nữa thì lát nữa tôi sẽ trao đổi. Đặc biệt tôi nhìn thấy anh Lê Quốc Hưng ở bên Ngân hàng Nhà nước đây, tôi chia sẻ về chính sách tiền tệ của các anh lắm ấy. Mà tôi thấy các anh hiện nay đang đứng trước ngã ba đường, không biết các anh xử lý thế nào, tài thánh thật. Tôi xin kết thúc cái trao đổi đấy. Rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm. Chúng tôi thấy rằng là trong cái phần trình bày trước đây, chúng ta được có một cái nội dung đánh giá rất là chính xác, đặc biệt trong cái trình bày của tiến sĩ Thế Anh, đó là về cái tổng cầu chúng ta năm nay được duy trì, đó là nhờ cái xuất khẩu và cái nhập khẩu, và đặc biệt là do nhập khẩu suy giảm. Cái điều này là một cái yếu tố cũng không phải là tích cực lắm, khi nhập khẩu mà suy giảm mà chúng ta có thể là ảnh hưởng đến cái cung ở trong tương lai. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là trong cái tổng cầu, trong nền kinh tế của chúng ta có một đặc thù vừa rồi là có một cái trong cái tiêu dùng ở trong nước. Nếu như chúng ta nhìn thấy cái bài trình bày như của bên UNDP và một số tổ chức quốc tế khác, thì thấy rằng trên thị trường toàn cầu đó, cái thị trường về nhà ở, cái phần housing đấy ạ, housing service nữa đấy ạ, nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cái tổng chi tiêu của hộ gia đình cũng như là của người dân. Thế như vậy thì trong cái bối cảnh của Việt Nam của chúng ta thì rõ ràng chúng ta cũng không thể chối bỏ cái thực trạng này. Trong thời gian vừa qua thì cái chi tiêu vào nhà ở, chi tiêu vào thuê nhà, chi tiêu trong cái dịch vụ cho nhà ở thường chiếm một cái tỷ trọng rất lớn ở trong cái tiêu dùng ở trong nước. Thế nhưng mà dường như nó chưa được đề cập nổi bật một cách rõ nét ở trong cái báo cáo, ở trong nhiều những cái báo cáo của chúng ta hiện nay. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng nó không chỉ là cái sự sụt giảm của thị trường bất động sản đối với những cái thị trường nghỉ dưỡng cao cấp, rồi những cái công trình khách sạn, rồi những cái hoạt động khác, nhưng những cái chi tiêu của người dân đối với nhà ở cũng đã bị suy giảm. Và đây cũng là một cái yếu tố mà chúng ta thấy rằng là nó kéo theo một loạt những cái vấn đề khác và liên quan đến tăng trưởng tín dụng và những yếu tố khác nữa. Thế như vậy thì chúng tôi rất là mong được nghe ý kiến của một số những cái chuyên gia, một số những cái đại diện, ví dụ như là của ông Nguyễn Văn Đính, về cái nhận định này, cái sự đóng góp của cái thị trường bất động sản nói chung và đặc biệt là cái thị trường về nhà ở cho người dân, thị trường cho những cái người mà có những nhu cầu nhà ở thực sự. Tôi không muốn là chúng ta chỉ đặt vấn đề ở đây đó là về cái nhà ở xã hội, bởi vì nếu nhu cầu nhà ở của người dân nó lớn hơn như thế, nó không chỉ là nhu cầu về nhà ở xã hội, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thời gian vừa qua những cái thị trường này nó đã vận hành như thế nào, và cái điều này nếu như chúng ta khắc phục được thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chi tiêu của người dân, chi tiêu của hộ gia đình, và đâu là những cái giải pháp mà chúng ta có thể duy trì phát triển bền vững của cái mức chi tiêu này của người dân, của các hộ gia đình đối với cái thị trường nhà ở, những cái nhu cầu về nhà ở có thực, thưa ông Nguyễn Văn Đính ạ. Thì tôi có mấy cái ý kiến như này. Nhất là trong cái báo cáo của các cái đơn vị môi giới bất động sản từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ấy, thì quý 1 vừa qua thì báo cáo là chỉ có 2.700 cái giao dịch được thành công trên toàn thị trường Việt Nam, và quý 2 vừa rồi thì có tăng lên một chút, tức là có khoảng trên 3.700 giao dịch nhà ở được thành công trên toàn thị trường. Thế thì so với cái số lượng, con số này tức là chỉ khoảng gần 6.000
cái giao dịch. Thế thì báo cáo là nếu so với năm 2019-2018 thì nó chỉ đạt có mấy phần trăm thôi, mấy phần trăm so với cái thời kỳ của 18-19. Tức là để cho thấy cái sự sụt giảm của cái cầu về nhà ở nó cực kỳ là mạnh luôn. Đấy, năm 2018 theo thống kê của chúng tôi là ngót 200.000 giao dịch từ các dự án mới về nhà ở tung vào thị trường được hấp thụ, và năm 2019 khoảng 180.000 sản phẩm mà được hấp thụ. Thế thì như vậy là trong hai quý 6 tháng đầu năm của 2023 nó chỉ có cái số lượng là khoảng 6.000 cái sản phẩm. Thì báo cáo là như vậy, trước đây với cái tổng giá trị giao dịch của thị trường tính theo ra giá trị nó khoảng mỗi hàng năm nó sẽ tiêu thụ khoảng gần 1 triệu tỷ đồng. Đấy, gần 1 triệu tỷ đồng. Và theo con số này thì nó chỉ còn có vài nghìn tỷ đồng nữa. Thế thì câu chuyện là nó cái sụt giảm cái giá trị kinh tế nó rất là mạnh. Khi nó giảm như thế này, mà nó giảm mạnh như thế này thì rõ ràng là nó rất ảnh hưởng, cực kỳ ảnh hưởng. Mà cái nguyên nhân của nó là cái gì thì ở đây chúng tôi cho rằng là nó có 4 cái nguyên nhân cơ bản hiện nay. Cái thứ nhất là nguồn cung, cái thứ hai là dòng tiền, và cái thứ ba là giá, và cái thứ tư là cái tâm lý của các nhà đầu tư, của khách hàng trên thị trường hiện nay đang rất là có vấn đề. Thế thì cái mà tôi muốn nói nhấn mạnh là cái nguồn cung. Cung trên thị trường hiện nay, cái bản chất của cung thị trường bất động sản hiện nay theo chúng tôi là cực kỳ nghèo nàn và không có chất lượng, rất yếu, rất 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 không phù hợp. Phần lớn nguồn cung đang tồn tại trên thị trường hiện nay, xin báo cáo là khoảng 200 dự án bất động sản hiện nay đang chào hàng ra thị trường thì cái hấp thụ vừa rồi như tôi muốn nói, nhưng mà phần lớn là những cái dự án không, cái nguồn cung nó không phù hợp với cái nhu cầu của đại bộ phận thị trường dân chúng. Và tất nhiên cũng không phải đây là một cái sự thiếu hụt một cách nghiêm trọng của thị trường, mà theo chúng tôi nó chỉ là một cái sự thiếu hụt tạm thời. Tại sao tôi nói tạm thời? Bởi vì là báo cáo với hội nghị là có khoảng trên 1.000 cái dự án hiện nay đang phải nằm trực chờ cái điểm nghẽn mà chúng ta nói đến rất nhiều, đấy là pháp lý. Hàng nghìn dự án này đang rất muốn được tham gia vào thị trường nhưng không thể tham gia. Thậm chí có những dự án là đã hoàn thành rồi, cơ bản có thể đưa vào thị trường được rồi nhưng vẫn bị vướng. Đối với các giải pháp thì chúng tôi nghĩ rằng chính phủ trước hết là đã rất đúng, rất trúng khi lựa chọn cái việc mà phát triển nhà ở xã hội là một cái loại mà phù hợp với đại bộ phận nhu cầu của dân chúng. Và nếu làm được cái nhà ở xã hội ấy ra thì rõ ràng là cái hấp thụ nó rất nhanh, bởi vì nó là cái sản phẩm trúng và đúng với nhu cầu, mà nó lại rẻ, nó lại ít tiền, tổng tiền nó vừa phải, và nó lại được hỗ trợ nhiều thứ. Thế thì rõ ràng là nó ra, nếu nó ra được cái sản phẩm đó thì là nó sẽ hấp thụ nhanh, và hấp thụ nhanh thì nó sẽ lại kích thích cái đầu tư, kích thích sản xuất, kích thích phát triển cho các cái nhà ở tiếp tục, và nó sẽ kéo theo các cái hoạt động khác như là vật liệu, như là nguyên liệu, như là máy móc, như các cái ngành nghề mà như tôi vừa trình bày lúc đầu ấy. Vâng, rất là cảm ơn anh. Vì cái thời gian có hạn cho nên chúng tôi rất mong các quý vị đại biểu tiếp tục là chúng ta duy trì cái tinh thần là 3 phút đối với một cái phần trả lời của mình. Chúng tôi xin chuyển sang cái nội dung thứ hai, đó là cái phần về chi tiêu của chính phủ. Tôi xin đặt hai câu hỏi với lại hai vị chuyên gia rất là nổi tiếng cũng như là rất là hiểu biết chuyên sâu của chúng ta, đó là tiến sĩ Trần Đình Thiên và tiến sĩ Nguyễn Đình Cung. Cái câu hỏi thứ nhất là đối với lại chúng tôi xin dành cho tiến sĩ Trần Đình Thiên, đó là xin ông bình luận một số những cái nội dung về cái vai trò của đầu tư công trong cái tổng cầu của nền kinh tế hiện nay. Thì theo ông đâu là những cái điểm nghẽn và chúng ta cần phải được tháo gỡ để có thể đảm bảo được cái mục tiêu về giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh hiện nay? Và bên cạnh đó thì cái kỳ vọng khác mà của ông đối với lại giải ngân vốn đầu tư công là vấn đề gì, ngoài cái việc mà chúng ta chi tiền thì cái việc cái kỳ vọng khác của ông đối với lại cái giải ngân vốn đầu tư công nó sẽ mang lại những cái tác động khác của nền kinh tế như thế nào? Xin mời ông. Kính thưa tất cả các quý vị, thực ra thì câu chuyện đầu tư công thì được các cái báo cáo nhấn mạnh, và ai báo cáo nào cũng nói là cái việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công như là cái một trong những cái chuyện quan trọng nhất bây giờ phải làm.
Tuy nhiên chỉ có điều rằng là làm sao để giải ngân được đầu tư công ấy thì lâu nay chúng ta vẫn không trả lời được. Và có lẽ là cái câu trả lời mà để mà có được thực sự như mong muốn, đáp ứng được cái yêu cầu của nền kinh tế lúc cấp bách như thế này chắc là cũng không phải là ngay lập tức được đâu. Bởi vì cái vướng nó không phải là ở chỉ ở những cái thao tác, không phải chỉ là ở những cái gọi là chính sách nọ chính sách kia, mà toàn bộ cái hệ thống này để cho cái câu chuyện đầu tư công của chúng ta đó là nó đang gặp trục trặc. Tuy nhiên tranh thủ 2 phút còn lại tôi muốn nói một cái điều nó có lẽ nó còn quan trọng hơn thế. Tôi cảm tưởng là cái lúc này lúc đặc biệt khó khăn để chúng ta nhận diện lại cho nó đúng cái thực trạng của cái nền kinh tế Việt Nam. Có phải chúng ta đang đứng ở một cái khâu gọi là chuyển dịch cơ cấu mà theo cái nghĩa là đối mặt với khủng hoảng cơ cấu không? Và cái thứ hai là cũng theo cái tinh thần như thế, chúng ta đang đối mặt với một cái khủng hoảng theo cái nghĩa là cơ chế và thể chế không? Tôi nói là cái thời điểm hiện nay nó khó đến mức như thế. Sau 2 năm, 3 năm Covid ấy, nền kinh tế kiệt quệ mà chúng ta xử sự như là một cái nền kinh tế bình thường. Tại sao lại như vậy được? Luồng tiền tất cả cái gọi là phục hồi tổng cầu nó đều suy yếu từ cái lúc mà chúng ta đã là Covid. Covid là kinh tế là kiệt quệ rồi, doanh nghiệp kiệt quệ rồi, người dân kiệt quệ rồi, lao động kiệt quệ rồi. Doanh nghiệp Việt Nam ấy 6 tháng đầu năm cái số gọi là rút lui, ta dùng cái từ rất hay, rất là nhẹ nhàng, rất là gọi êm ái, rút lui khỏi thị trường là tăng lên ấy là vài chục phần trăm, đúng không? Trong khi đó cái số mới gia nhập ấy là nó cũng giảm đi, cái tốc độ gia nhập giảm đi. Thằng gia nhập thì giảm mà thằng chết đi thì lại tăng lên. Mà cái thằng chết đi là chết thật, còn thằng gia nhập ấy chưa biết có thật hay không. Thế thì ông tăng trưởng 6 tháng còn lại là trên cơ sở nào? Bởi vì cái thằng 100.000 doanh nghiệp là bao nhiêu phần trăm? Và cái lực lượng ấy lực lượng nào? Tôi nói là chúng ta cứ bàn về những cái câu chuyện là tăng trưởng 6,5% hay 6% là thách thức, chả phải bàn gì cả. Cứ nhìn vào doanh nghiệp là biết nó có thách thức hay không. Hầu như là không thể được chứ không phải là thách thức. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Đình Thiên. Cũng về cái nội dung tổng cầu này liên quan đến đầu tư công thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Trần Đình Cung có thể có một số những cái bình luận thêm, đặc biệt là theo ông đánh giá thì cái đầu tư công có nên liên tục cái độ tăng cao như năm 2023 hay không, hệ lụy của nó sẽ là gì, và một số những cái bình luận thêm về nội dung này xin mời ông ạ. Nên nói đến tổng cầu tất cả nó mình chỉ duy nhất cái cầu mà chính phủ có thể kiểm soát được và có thể tăng được là đầu tư công. Còn những thứ khác thì chúng ta giảm thuế giá trị gia tăng, giảm rồi, hết rồi, không còn cái gì khác nữa. Còn về đầu tư công bên ngoài thì chúng ta không kiểm soát được rồi. Đấy là đó là đầu tư nhân. Đừng có hy vọng tư nhân đầu tư vào thời điểm này. Không có động lực, không có cơ chế khuyến khích, tinh thần kinh doanh rất ảm đạm. Cho nên còn lại là đầu tư công thì chúng ta biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Không phải là bây giờ nó mới chậm, không phải bây giờ mới ít. Đấy, mà nó là kéo dài nhiều năm rồi. Và chúng ta đều biết cả, mà bây giờ nó trầm trọng hơn, tức là nó trầm trọng hơn. Thế thì chính phủ thì cũng có nhiều giải pháp đấy, nhưng mà tôi cho rằng là bây giờ đầu tiên hóa giải được cái gọi là không ai muốn làm, phải hóa giải được cái điều đó. Chứ còn nếu không hóa giải được điều đó là không là là vẫn chậm. Tôi cho rằng là thế này, muốn đẩy mạnh đầu tư công, bỏ cái chủ trương đầu tư trong luật đầu tư. Tất cả những cái dự án đầu tư công quan trọng của chúng ta hiện nay đã có trong cả quy hoạch, đã lựa chọn rất nhiều, đã qua rất nhiều vòng lựa chọn rồi. Cho nên bắt đầu là triển khai ngay là quyết định đầu tư. Tìm kiếm nhà thầu quyết định đầu tư luôn. Bỏ cái này, chuyển ngay sang là thực hiện đầu tư. Bỏ được khâu này tôi cho rằng bỏ được 3-4 năm. Và có thể triển khai ồ ạt được cái này. Và xem lại
cái luật đầu tư công, luật đầu tư và nhiều luật khác, bỏ đi nhiều thứ đi, bỏ, đừng có giữ liên nó nữa. Những thứ đang kìm hãm cái quả đã và tạo ra cái ngăn cản của cái rào cản này, mạnh dạn bỏ đi. Nếu không bỏ như thế thì mỗi một khâu xin phép là một rủi ro đối với công chức. Vâng ạ. Cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn. Cảm ơn anh Nguyễn Đình Cung. Khi nói về đầu tư công thì cũng đã chỉ ra những cái việc rất là cụ thể. Tôi nghĩ cái cách như vậy đó nó cũng sáng ra một chút để chúng ta 6 tháng cuối năm chúng ta làm cái gì ngay. Đúng không ạ? Xin mời anh Đậu Anh Tuấn. Như chúng tôi biết là gần đây thì thấy rằng là cái tình trạng mà doanh nghiệp nợ động mà không hoàn được thuế về VAT. Rất nhiều ngành hàng từ gỗ, từ sắn, từ rất nhiều ngành hàng, kể cả những doanh nghiệp xuất khẩu. Tôi vừa nhận được tin nhắn sáng nay của một chủ doanh nghiệp là bình thường xuất khẩu cỡ khoảng 420 tỷ một tháng, nhưng mà trong mấy tháng vừa rồi là đỉnh không xuất khẩu, bởi vì xuất khẩu không hoàn được thuế cho nên ngừng luôn, không thể xuất khẩu được. Nên mà không hoàn được thuế bởi vì là cái nợ động ở đấy, chỉ cần một doanh nghiệp mà trong cái chuỗi mà cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp mà bị trục trặc, cơ quan thuế không chọn, không tìm được địa điểm, không hiện diện tại địa điểm đấy hay là đóng cửa, thì lập tức là cái khoản của doanh nghiệp bị ách lại và doanh nghiệp phải giải trình, thậm chí phải một số doanh nghiệp trong nhiều ngành hàng phải làm việc với cơ quan công an. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái vốn của doanh nghiệp vốn đã cao đã khó rồi thì lại bị động đấy, cho nên là như vậy cái chính sách, cái việc mà tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn hay giảm vốn, thực ra hiện nay một số cái chính sách là bị rất là vướng. Hay là một dẫn chứng thứ hai nữa, tôi cách đây mấy hôm có chủ trì một cái hội thảo về luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Có nhiều doanh nghiệp đứng lên nói chua chát là giai đoạn này mà đáng ra là phải thảo luận về những cái giải pháp mà để tháo gỡ cho doanh nghiệp về việc giảm thuế, nhưng mà lại đang ngồi hội thảo để thảo luận về việc đừng có bổ sung cái ngành của tôi vào cái diện chịu thuế, tăng thuế. Thì như vậy là một mặt thì chúng ta đã dành rất nhiều sức để giảm VAT 2% như anh Cung có nói là tương đối ít, nhưng mà một mặt thì lại cái thuế tiêu thụ đặc biệt mà hiện nay Bộ Tài chính đang chủ trì soạn thảo thì lại bổ sung rất nhiều ngành hàng vào cái diện chịu thuế, đánh thuế. Thì như vậy là nó doanh nghiệp bảo là đấy cùng nhà nước cả, cùng một quốc hội cả, nhưng mà rõ ràng là cái những cái chính sách đấy nó không nó không hợp lý. Dạ vâng, cảm ơn anh Đậu Anh Tuấn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là đầu tư tư nhân ở trong nước cũng gặp rất là nhiều những khó khăn. Chúng tôi cũng rất là mong muốn được nghe thêm ý kiến của ông John Rockhall, là ví dụ đại diện cho các nhà đầu tư nước ngoài. Thì theo ông là những cái hoạt động về đầu tư nước ngoài hiện nay nó đang có xu thế như thế nào, và nó đóng góp như thế nào cho nền kinh tế trong Việt Nam trong thời gian tới, và đâu là những cái điểm nghẽn mà chúng ta cần phải tháo gỡ để tập trung phục hồi kinh tế, phục hồi tổng cầu trong cái thời gian tới ạ? Xin mời ông. Yes. I'm not going to repeat a lot of the things that BCCI said, because that's also very much true in the impact on foreign direct investments. What I'd like to speak on is something that Vietnam has got right, and we can see the very positive impact on that. And that is, you know, as today, Vietnam is number one in renewable electricity in Asia. They outpace everybody in Asia by far. They're number nine in the world. And how have they done that? And that's something the CEC recognized right from the beginning when FDI came to them and said, look, if we need to continue to work in Vietnam, we need green electricity. We need a green environment. That's how we can bring our money, because that is what our economy, our buyers, are asking from us, that you start to deliver green products. And Vietnam has been able to do that in what we call behind the grid self-consumption. We don't see a lot of what we say regulatory environments stopping the behind the grid consumption. This is a market that has developed so fast that Vietnamese companies are
cannot keep up with the demand today, even here in the north. Just a couple weeks ago, I was up by, I can't name companies, but one of the big companies you saw up there that was providing $3 trillion budget to their suppliers in Vietnam and saying, you need to put solar on your roofs. And they're doing it immediately. Why do they do it? Because you pay electricity at peak period times of like 12 cents. If you invest in solar energy on your roof at this same time, over the lifetime of that, you're paying less than 3 cents. That's, you know, that's a miracle in Vietnam. So Vietnam has been able to do this right. And now half of all the renewable energy coming from solar, or more than half, is coming from industry on rooftops. And here we just have a warning that we need this market to continue because it creates such a lot of business, and mainly business for Vietnamese. We are also producing our own solar panels now. We have our own contractors, our own businesses that actually goes out. We have a banking system that, you know, you go to the bank and you say, I got this company called Apple buying, you know, electricity from me. If I put electricity on their rooftop, that's pretty easy to get a loan. And that goes all the way down. I can talk about so many, Nikes, Gaps, all these companies are demanding this type of thing. So this is something the government has really gotten right. We very much appreciated that back in 2017, the CEC said, hey, we'll stay out of this market. You, private sector, you put as much of this renewable energy on your roofs for your self-consumption that you want. And because of that, I could tell you, our energy shortage problems would be much worse right now if our industries. And we see that now also up here in the north, that we see a lot of an investment. So what I basically like to say is, be careful. I caution us against adopting measures that could have an impact on self-consumption. That we already have the laws in place. We have regulatory things in place. Getting an overzealous government authority to come in and say, well, I need to inspect this or I need to inspect that, and all this should be coming through me, that's what we get very much worried about. We call them gatekeepers. That all of a sudden we have to pay to get through the gate to brief something that has been basically developed already. So we really like to see, when we talk to the foreign direct investment, that the energy sector needs $130 billion investments from now on 2030. We need the banking mechanisms that my friend over here was talking about to open up the market to get this type of money into the country. We need the state bank regulatories to adopt international procedures. And infrastructure, you know, and energy is something we need, and infrastructure is an extremely good stimulus. Because as we heard today, the world is in a crunch. And I do not expect, where I come from, the U.S., that we're not in the buying mood right now. And actually, our government is putting a lot of pressure, say, buy America. But what you're going to see, if Vietnam continues this green growth, and especially in the electricity market, we will attract more and more FDI because we deliver green energy to them. And this is what they want. And this will be a huge driver. So I can talk about a lot of other issues, but I wanted to talk about something positive, you know, today. Thank you. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề đầu tư tư nhân như vậy cũng có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, gồm có đầu tư tư nhân của khu vực tư nhân trong nước và tư nhân nước ngoài. Chúng tôi xin chuyển sang một cái nội dung nữa, đó về vấn đề xuất nhập khẩu. Về vấn đề xuất nhập khẩu thì chúng ta thấy rằng đây cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng đối với tổng cầu của nền kinh tế. Thì chúng tôi có một câu hỏi đối với bà Nguyễn Cẩm Trang. Đó là trong cái bối cảnh như hiện nay, chúng ta thấy rằng là cái hoạt động xuất nhập khẩu nó có một cái tỷ trọng rất lớn đối với nền kinh tế. Thế tuy nhiên chúng ta thấy rằng là với một nền kinh tế có độ mở rất lớn như hiện nay, thì cái chiến lược của chúng ta nên như thế nào để có một cái tổng cầu nó bền vững
đặc biệt là liệu chúng ta có nên tiếp tục duy trì cái tốc độ tăng trưởng xuất khẩu rất cao như trong thời gian vừa qua, luôn luôn cao gấp đôi, gấp rưỡi, gấp đôi so với lại cái tổng cái mức tiêu dùng ở trong nước như vậy hay không? Chúng ta nên có một cái chiến lược như thế nào, và Bộ Công Thương cũng như là các cơ quan bộ ngành của Chính phủ đã có những cái chiến lược như thế nào để cho chúng ta có một cái chiến lược phát triển xuất nhập khẩu một cách bền vững, đồng thời đóng góp một cái để về quá trình tái cấu trúc một cách bền vững cho nền kinh tế hay không ạ? Câu chuyện về phát triển xuất khẩu bền vững là một trong những cái điểm mới của chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 mà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 19 tháng 4 năm 2022 vừa qua. Trong đó thì có những cái điểm nhấn quan trọng đối với xuất khẩu, đó là đặt ra cái yêu cầu về tái cấu trúc lại cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta theo cái hướng thứ nhất là phát triển xuất khẩu một cách cân đối. Quá trình vừa qua thì chúng ta có thể thấy rằng là hoạt động xuất khẩu thì cũng đã có những cái kết quả rất là tích cực, tuy nhiên cũng tích tụ khá là nhiều những cái điểm mất cân đối. Đầu tiên là cân đối về chủ thể tham gia hoạt động xuất khẩu giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nước ngoài. Cân đối về thị trường xuất khẩu, chúng ta đã có một cái sự chuyển dịch thị trường xuất khẩu khá là tốt. Tuy nhiên nếu như mà xét về từng nhóm hàng nhất định thì chúng ta cũng có những cái nhóm hàng mà chúng ta phụ thuộc vào 1-2 thị trường nhất định thôi, đặc biệt là nhóm hàng nông sản. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải tính tới. Ngoài ra thì câu chuyện cân đối về cán cân thương mại, sau một cái thời gian dài nhập siêu thì chúng ta có 7 năm liền chúng ta có xuất siêu với thặng dư thương mại ở mức tương đối là cao. Tuy nhiên chưa đặt đến vấn đề rằng là xuất siêu ở mức nào thì là hợp lý, xuất siêu cao quá không thì cao quá thì có phải là hợp lý không, thì cũng ta còn một cái câu chuyện nữa, đó là cán cân thương mại song phương với một số nước thì là đang có sự mất cân đối, trong khi chúng ta nhập siêu khá lớn từ một số nước thì chúng ta lại xuất siêu khá lớn từ một số nước khác. Và như vậy thì đây là một cái quan điểm mà trong các cái mối quan hệ song phương của Việt Nam với các nước thì chúng ta đều đặt ra câu chuyện về hài hòa cán cân thương mại giữa các nước để làm sao chúng ta hướng đến một cái cán cân thương mại cân bằng hơn song phương với các nước. Đấy là câu chuyện về cân đối về phát triển xuất khẩu cân đối. Vấn đề thứ hai trong phát triển xuất khẩu bền vững đó là câu chuyện phát triển xuất khẩu xanh, sản xuất xanh, thương mại xanh. Thứ ba là câu chuyện tái cơ cấu sản xuất. Đối với sản xuất công nghiệp, đối với sản xuất nông nghiệp, bên cạnh cái xanh đó là câu chuyện, bên cạnh cái câu chuyện về nâng cao giá trị gia tăng thì bây giờ không chỉ là nâng cao giá trị gia tăng nữa mà là nâng cao cái hàm lượng khoa học công nghệ, hàm lượng đổi mới sáng tạo ở trong sản phẩm để làm sao mà cái sản phẩm xuất khẩu của chúng ta đạt cái hàm lượng giá trị tốt khi mà xuất khẩu. Vâng, cảm ơn chị Nguyễn Cẩm Trang. Thưa các anh chị, thì rõ ràng là xuất khẩu đóng một vai trò rất là quan trọng, đặc biệt trong thời gian vừa qua chúng ta thấy là cái ngành điện tử cũng có một cái đóng góp rất là quan trọng đối với cái việc tăng xuất nhập khẩu của Việt Nam. Về ý kiến này thì chúng tôi cũng đã được nghe ý kiến của chị Hương bên Hiệp hội Điện tử, thì có lẽ là chúng tôi vì thời gian còn rất là ngắn nên là chúng tôi xin phép là xin hỏi một câu hỏi cuối cùng liên quan đến một cái nội dung khác có liên quan đến cái thị trường vốn ở Việt Nam. Những ý kiến của Hiệp hội Điện tử chúng ta cũng đã được lắng nghe trong phần phóng sự ở trên. Rất là cảm ơn chị Hương, và chúng tôi tiếp tục ghi nhận ý kiến đó trong cái thời gian tới. Về cái nội dung cuối cùng, một câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc cái phần tọa đàm ở đây, đó liên quan đến cái thị trường vốn. Chúng tôi xin đặt câu hỏi với ông Đỗ Ngọc Quỳnh. Thì trong thời gian vừa qua thì cái thị trường vốn đã có những cái rất nhiều những cái biến động. Thế và như vậy thì theo ông thì trong thời gian tới những cái nội dung mà cần phải được giải đáp thị trường vốn như thế nào để nó có thể hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng, để có thể hỗ trợ cho cái hoạt động đầu tư của khu vực tư nhân và giảm cái gánh nặng cho cái đầu tư công ở trong cái tổng cầu của chúng ta. Cái thị trường vốn nó không hoạt động, không thể hoạt động tách rời khỏi cái hoạt động của nền kinh tế đấy, và của cái vận hành của xã hội được. Cho nên là những cái vướng mắc như anh Thiên, người anh Cung nêu ra thì đó là những cái vướng mắc mà tôi nghĩ là nó mang tính gọi là gốc rễ, và nếu mà chúng ta không giải quyết được thì cái thị trường nào nó cũng khó chứ không chỉ riêng thị trường vốn. Và khi chúng ta nói đến đại dịch là chúng ta nói đến đứt gãy, chúng ta nói đến ngưng trệ. Và cái việc đấy nó dẫn tới cái thanh khoản của nền kinh tế nói chung và của các doanh nghiệp nói riêng là nó bị vắt như một cái khăn ấy. Bởi vì cái tiền ra thì vẫn phải chảy, tức là cái chi phí thì vẫn phải bỏ ra, nhưng mà cái nguồn thu hầu như là không có hoặc là giảm sút nghiêm trọng. Và cái điều đó nó dẫn tới là gì? Cái năng lực tài chính của các doanh nghiệp là nó bị suy yếu. Và như các anh chị thấy ở trên thị trường quốc tế thì sau cái đại dịch ấy, thì thường là khủng hoảng nợ. Không chỉ nợ tư mà kể cả nợ công.
ở nhiều nước là người ta phải phát hành rất nhiều trái phiếu chính phủ để người ta bơm tiền vào để giữ ổn định và cái vận hành xã hội của nền kinh tế. Thì cái những cái giải pháp mà chúng ta xử lý sau cái đại dịch ấy, thì nó phải khác. Tức là đấy là những cái giải pháp mà chúng ta phải ứng phó với những cái rủi ro bất khả kháng ở quy mô lớn và nó tác động một cách sâu rộng vào cái hoạt động của nền kinh tế và xã hội. Thì những cái giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp, phân loại các doanh nghiệp mà chúng ta không thể đánh đồng các doanh nghiệp được, bởi vì kể cả những doanh nghiệp cực kỳ mạnh cũng bị yếu đi sau đại dịch và cần phải có những cái hỗ trợ để cho người ta có cái thời gian và người ta có những cái điều kiện để người ta từng bước người ta tái cấu trúc lại cái nợ và người ta phục hồi cái hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao được cái năng lực của mình, thì chúng ta mới có thể giúp cái thị trường nó từng bước phục hồi một cách thực chất được. Và đây không chỉ là vấn đề của riêng các doanh nghiệp mà đây phải là một chiến lược quốc gia, bởi vì tất cả doanh nghiệp các nước trên thế giới đều khó khăn sau đại dịch. Chính phủ nào mà có giải pháp tốt, giải pháp đúng, giải pháp trúng và quyết liệt thì chúng ta sẽ tạo được cái năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh cho cả nền kinh tế và cho các doanh nghiệp. Tôi nghĩ có ý kiến như vậy. Xin cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn anh Đỗ Ngọc Quỳnh. Mời anh rất ngắn anh nhé. Dạ. Tôi xin phép anh độ 1-2 phút tôi nói về cái chuyện xuất nhập khẩu. Chúng ta thì hiện nay là quá quan tâm đến xuất nhập khẩu hàng hóa mà chưa quan tâm đến xuất nhập khẩu dịch vụ. Mà nền kinh tế chúng ta nhiều năm nay chưa năm nào cái xuất siêu được dịch vụ mà chuyên nhập siêu dịch vụ. Thì đây là một cái mảng chúng ta cần phải quan tâm. Và cái nhập siêu dịch vụ chúng ta tính này, nếu mà giảm được 1% nhập siêu dịch vụ sẽ làm GDP tăng 0,36 điểm phần trăm, cực kỳ lớn. Thế xuất khẩu dịch vụ chúng ta là thế nào? Bây giờ số đấy, tôi xin phép nói rất ngắn thôi. Trong năm 2019 đã, xuất khẩu dịch vụ chúng ta đạt 16,6 tỷ. Thì xuất khẩu dịch vụ du lịch, tức là khách quốc tế đến Việt Nam chiếm 71%. Điều này sẽ thấy được là cái vai trò của khách du lịch quốc tế trong cái xuất khẩu du lịch của chúng ta như thế nào để chúng ta có giải pháp cho nó tốt. Cũng trong năm 2019 chúng ta nhập siêu 2,5 tỷ, tức là chúng ta xuất khẩu được 16,6 tỷ nhưng mà chúng ta nhập là 11,9 tỷ. Sang năm 2020 thì chúng ta nhập siêu dịch vụ đấy tôi đang nói dịch vụ nhập siêu đến 12 tỷ. Và 6 tháng đầu năm nay đó, chúng ta xuất khẩu được 8,8 tỷ, trong đó xuất khẩu là khách du lịch quốc tế đến là chúng ta thu được là 4,3 tỷ, chiếm đến 48,4%. Thì điều này cho thấy là chúng ta cần phải có một cái giải pháp nào đó để chúng ta xuất khẩu được cái dịch vụ của chúng ta. Mà cũng trong 6 tháng này đó, chúng ta nhập khẩu du lịch dịch vụ của chúng ta là nhập khẩu 3 tỷ. Nhập khẩu là gì? Là người Việt Nam thấy đi du lịch trong nước bây giờ nó chán rồi. Cái thứ hai là giá vé vừa tăng cao quá rồi, em bay ra nước ngoài. Chúng ta ra nước ngoài là chúng ta nhập khẩu dịch vụ của nước ngoài. Thì ở đây tôi muốn gợi ý một cái điểm này để chúng ta cũng nên tập trung vào cái xuất nhập khẩu dịch vụ. Đây là điều rất quan trọng. Ngoài ra xuất nhập khẩu dịch vụ gồm rất nhiều cái nội dung. Nhưng mà ở Việt Nam thì mới là du lịch. Thế còn chúng ta còn dịch vụ ngân hàng, đặc biệt dịch vụ vận tải và logistics. Vâng, rất cảm ơn anh Lâm đề một gợi ý rất là quan trọng. Nó không phải vấn đề cho 6 tháng cuối năm mà còn cho cái giai đoạn tới. Kính thưa các quý vị, một lần nữa thì chúng tôi xin rất là cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia. Đến lúc mà chúng ta sẽ phải đóng cái phần thảo luận tại đây, chúng tôi rất là cảm ơn cái sự tham gia của quý vị. Tiếp theo đây thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển là Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương sẽ có cái bài phát biểu kết luận đối với tọa đàm của chúng ta. Xin mời tiến sĩ. Vâng, kính thưa các thầy chủ trì tọa đàm, kính thưa các chuyên gia nhà khoa học, các vị đại biểu trong nước và quốc tế. Tôi xin phát biểu một số nội dung rất là ngắn gọn, sau đó thì giáo sư Hoàng Văn Cường thì sẽ có kết luận tại buổi tọa đàm. Kính thưa quý vị, là Ban Kinh tế Trung ương thì định kỳ hàng tháng và hàng quý cũng như 6 tháng thì đều tham dự cái phiên họp của Chính phủ để đánh giá tình hình kinh tế xã hội. Tuy nhiên thì theo chức năng nhiệm vụ của ban ấy thì chúng tôi cũng rất mong muốn xây dựng những cái báo cáo đánh giá kinh tế vĩ mô rất là độc lập, khách quan. Vì vậy mà tọa đàm ngày hôm nay thì do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tạp chí Kinh tế Việt Nam chủ trì, thì trước hết là tôi cũng chỉ lên BOA 3 ý thôi ạ, vì không có thời gian nữa. Ý thứ nhất là chúng tôi rất là cảm ơn các cái chuyên gia nhà khoa học. Hôm nay thì tôi đã tham dự nghe online từ buổi sáng, hiện nay tôi đang đi công tác Sơn La. Toàn bộ các ý kiến của các cái chuyên gia trong nước quốc tế, rồi đại diện các cái bộ ngành, thì chúng tôi cũng trên tinh thần tiếp cận rất là khách quan, thì tiếp nhận ý kiến, tất cả cái ý kiến này để có phục vụ trong cái xây dựng báo cáo của ban rất là độc lập. Nói chung là nhìn trên cơ sở cách tiếp cận cũng độc lập với
những cái nhận định, cách tiếp cận của chính phủ, để chúng tôi cũng muốn mong muốn là đóng góp các cái nội dung kiến nghị và các ý kiến của các quý vị thì chúng tôi cũng sẽ chắt lọc để tiếp thu. Ý kiến thứ hai thì chúng tôi cũng đồng tình với các cái nhận định của các chuyên gia rằng là đây là cái thời điểm rất là khó khăn và cũng là thời điểm rất là quan trọng để đòi hỏi cần phải có cách tiếp cận các cái tư duy về xây dựng chính sách, kể cả những vấn đề căn cơ như là tiến sĩ Nguyễn Đình Cung hoặc là phó giáo sư Trần Đình Thiên và các cái chuyên gia khuyến nghị, hoặc là những giải pháp thực chất và hiệu quả làm ngay, có tác động ngay, như là ý kiến của anh Tuấn ở VC2 cũng như là anh Bích Lâm cũng khuyến nghị rất là nhiều cái chính sách mới. Thì xin phép là chúng tôi sẽ được tiếp nhận cái ý kiến của các cái chuyên gia, nhà khoa học và kết quả của tọa đàm để phục vụ xây dựng các cái chính sách của ban để kiến nghị lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như là gửi các cái quan chính phủ. Ý thứ ba thì chúng tôi cũng thể hiện cái sự đồng tình cao là chủ đề thì tập trung vào phục hồi tổng cầu, nhưng mà sẽ nhìn rộng ra kể cả một số các nội dung dưới góc độ của đánh giá về mặt phi cung, để làm sao nhìn nhận các cái kiến nghị cho đầy đủ toàn diện. Thì có lẽ xin phép, vì thời gian không có, thì xin phép là các cái thể hiện cái chính kiến cụ thể trong cái kiến nghị chính sách ấy, thì chúng tôi sẽ thể hiện ở trong cái báo cáo kinh tế vĩ mô độc lập của ban để gửi các cơ quan, và cũng sẽ gửi tham vấn các cái chuyên gia nhà khoa học. Và trong trường hợp mà các hiệp hội, các chuyên gia nhà khoa học tiếp tục có các kiến nghị rất là cụ thể, thì cũng có thể xin trong 1-2 ngày tới sau tọa đàm thì các quý vị gửi về Ban Kinh tế Trung ương. Chúng tôi cũng tiếp tục tiếp nhận để ngay trong cuối tuần này thì chúng tôi sẽ hoàn thiện cái dự thảo báo cáo để gửi các cơ quan có liên quan. Xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn các chuyên gia nhà khoa học, các cái cơ quan đã chủ trì của tọa đàm ngày hôm nay. Và sau đây thì xin nhường cái phần kết luận theo chương trình là giáo sư Hoàng Văn Cường sẽ có cái kết luận tổng kết của cái tọa đàm. Xin cảm ơn các thầy. Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển, có lẽ tôi xin phép được tóm lại một số những cái điểm chính, vì nó rất là muộn rồi và rất nhiều ý kiến thì không thể nào tổng kết được hết tất cả các ý kiến của quý vị. Như vậy là chúng ta làm việc liên tục và chúng ta được nghe 5 báo cáo của các chuyên gia trong nước, quốc tế, đều là những chuyên gia rất có kinh nghiệm. Chúng ta cũng đã nghe 8 ý kiến của các chuyên gia tại buổi tọa đàm và ý kiến phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển. Qua các cái phần trao đổi thì chúng tôi thấy rằng là có lẽ nổi lên 3 vấn đề mà chúng tôi thấy rằng là rất cần là chúng ta có thể phải xoáy vào trong cái phần báo cáo kinh nghị. Vấn đề thứ nhất thì chúng ta nói về cái mối quan hệ giữa tổng cầu với tăng trưởng thì ai cũng nói nhiều rồi. Nhưng có lẽ 6 tháng đầu năm vừa qua và cái hội thảo này để chúng ta mới nhìn thấy rõ hơn là thực sự cái vai trò của cái vấn đề tổng cầu với vấn đề tăng trưởng như thế nào. Trong khi các nguồn lực đầu vào của sản xuất chúng ta trong 6 tháng năm 23 này tốt hơn rất nhiều so với lại năm 22. Thế nhưng mà tăng trưởng kinh tế không tăng được chỉ vì vấn đề là mất cơ đối của tổng cầu. Cho nên rõ ràng ở đây nó cho chúng ta thấy một cái điều chúng ta nhìn thấy cái tái cấu trúc mà phải nghĩ đến không chỉ sản xuất mà nghĩ tổng cầu. Và đây nó thể hiện một cái điều là cái chủ đề mà cái hội thảo này đã lựa chọn nó rất trúng. Tôi cho rằng chúng đây không phải chỉ giải quyết cho chúng ta ngắn hạn trong 6 tháng cuối năm nay, mà có lẽ đây sẽ là đặt ra rất nhiều những cái điểm cho chúng ta phải nghĩ đến cái tái cấu trúc nền kinh tế. Điểm thứ hai mà chúng tôi cũng đã nhìn thấy, các đại biểu đã trình bày 4 yếu tố của tổng cầu quyết định của chúng ta, thì 3 yếu tố trong nước như là cầu của chính phủ tăng hơn 38%, tổng vốn đầu tư nó tăng lên, tốc độ giải ngân đầu tư nay chúng ta nói chậm nhưng năm nay tăng hơn so với năm trước 22 khoảng vào 15%. Cầu về tiêu dùng của người dân năm nay chúng ta mở hoàn toàn, năm 22 chúng ta còn dịch này, còn nhiều thứ, năm nay hoàn toàn giải phóng về những cái ràng buộc cho cái cầu của người dân. Cầu về đầu tư doanh nghiệp, doanh nghiệp năm trước còn khó khăn hơn năm nay, năm nay chúng ta thấy rằng là tất cả những nguồn lực dành cho doanh nghiệp, những cái gì hỗ trợ doanh nghiệp đều đã thực hiện của chính phủ. Ngân hàng đã rất tích cực 4 lần giảm lãi suất, nguồn vốn để dành cho doanh nghiệp có lẽ là không thiếu, tôi nghĩ rằng lúc này là đang dư thừa. Thế nhưng doanh nghiệp rất sẵn sàng đầu tư không đầu tư được. Như vậy rõ ràng chúng ta nhìn thấy 3 cái khu vực cầu trong nước gần như là luôn luôn sẵn sàng nhưng mà không phát huy tác dụng. Và chỉ có duy cầu duy nhất cái cầu thứ tư là vấn đề liên quan đến cái xuất nhập khẩu và cán cân thương mại nó bị suy giảm thì ngay lập tức nó kéo theo của cả 3 khu vực trên là bị đình trệ. Và như vậy thì rõ ràng nó đặt ra cho chúng ta một cái điều rất lớn là chúng ta phải xem lại về vấn đề tái cấu trúc của nền kinh tế. Có chăng là kinh tế chúng ta đang
có lẽ bị lệ thuộc quá lớn vào những các yếu tố của bên ngoài nó chi phối. Và rõ ràng đặt ra ở đây chúng ta hai yếu tố là tái cấu trúc của tổng cầu như anh Lâm có tham gia thêm vào và các đại vị đã nói, nhưng đi sâu hơn là phải tái cấu trúc lại nền kinh tế. Tái cấu trúc nền kinh tế chúng ta nói cách đi hai nhiệm kỳ rồi, từ 15 đến nay rồi, nhưng có lẽ đến thời điểm này chúng ta kiểm điểm lại, chúng ta thấy rằng là có lẽ nó chưa đạt được các cái mục tiêu. Rõ ràng đây sẽ là một vấn đề chúng ta cần phải nhìn nhận thấu đáo hơn. Và vấn đề thứ ba rất trực tiếp với lại cái quá trình kích cầu là cái chính sách tài chính tiền tệ. Các đại biểu cũng đều rất đồng tình là chúng ta phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, chứ không phải lần nào chúng ta cứ vung tay, bởi vì còn đang rất nhiều các cái rủi ro đe dọa, rất nhiều những rủi ro có thể xảy ra. Nhưng các đại biểu cũng đều chỉ ra rằng là chúng ta cần phải sử dụng cái hỗ trợ của chính sách tiền tệ bằng việc là hạ lãi suất, nhưng phải đi vào đúng khu vực để tránh tình trạng là có những các cái vấn đề bong bóng về tài sản. Cái đấy là một cái đe dọa rất lớn đến cái sự bất an toàn của nền kinh tế. Vấn đề các vị, quý vị có lẽ tôi cho rằng là đặt ra chúng ta nhiều hơn là vấn đề chính sách tài khoá. Chúng ta đã trong 2 năm qua đều nói đến vấn đề là phải mở rộng sử dụng chính sách tài khoá, mở rộng và sử dụng cái chiến lược là tài khoá ngược chu kỳ. Nhưng thực tế chúng ta cũng đã thực hiện, nhưng có lẽ cái kết quả nó chưa đạt đến cái giới hạn để phát huy cái hiệu quả của chính sách tài khoá ngược chu kỳ mà như chuyên gia ông Jonathan đã nêu ra. Tôi cho rằng có lẽ chúng ta lại cũng phải tái cấu trúc lại vấn đề về đầu tư công, tái cấu trúc lại các chính sách tài khoá để thực sự nó phát huy cái hiệu quả. Tái cấu trúc ở đây tôi cho rằng không phải chỉ dừng lại ở cái việc mà chúng ta đang phân bổ giữa cái đầu tư trung ương với đầu tư địa phương để tập trung nguồn vốn đầu tư, mà có lẽ phải nghĩ đến cái chính sách tài khoá của chính phủ hỗ trợ cho việc tái cấu trúc nền kinh tế và tái cấu trúc lại cái tổng cầu cũng như là tái cấu trúc lại cả cần cung, có lẽ là để thúc đẩy các khu vực tư nhân phát triển mạnh hơn. Tôi cho rằng là có lẽ đấy là những cái điểm rất là có giá trị mà cái buổi hội thảo ngày hôm nay các quý vị đã nêu lên. Tất cả cái ý kiến của quý vị thì ban thư ký cũng đã ghi âm ghi chép rất đầy đủ, và bên bộ phận thư ký thường trực hội thảo thì chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả ý kiến này để ra một cái bản đề xuất kiến nghị gửi lên Ban Kinh tế Trung ương, gửi lên Chính phủ và Ban Kinh tế của Quốc hội. Chúng tôi kỳ vọng rằng những cái ý kiến của quý vị tham dự ngày hôm nay đã đóng góp cho buổi tọa đàm, nó sẽ góp phần mang lại những các cái quyết sách có hiệu liệu cho Chính phủ trong ngắn hạn cũng như là trong dài hạn. Một lần nữa xin thay mặt cho các đơn vị đồng tổ chức cái buổi tọa đàm, thay mặt Trường Đại học Nhân dân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đại biểu chuyên gia quốc tế trong nước đã đến tham dự và đóng góp ý kiến hết sức là hữu ích cho hội thảo. Xin trân trọng cảm ơn và chúc các quý vị sức khỏe.